Hello, lại là BB Anime đây. Như lời đã hứa, BB sẽ mang đến season 2 của Tuyển Thủ Vô Hình. Anh em còn chờ gì nữa, đăng ký ngay để xem thôi nào. Trong mùa giải đông lần này, chắc chắn sẽ có rất nhiều đội mạnh tham gia như Kaizo, có đội trưởng là Kaisa và còn át chủ bài Kise. Tôi thì có Aomi, người mạnh nhất trong nhóm của Nege, Suto thì cũng có Mido, cứ ném là vào. Còn hai người nữa là Mura ở Yosen và Asaku ở Raku. Họ đoán một trong số 5 trường vừa rồi chắc chắn sẽ có chiến thắng, nhưng lại quên xe Irin. Tebai là một trung phong mạnh, Hiu là tay ghi điểm, Izuki là hậu vệ có con mắt đại bàng và Taiga là cầu thủ có thể ngang với nhóm Nege. Nhưng họ lại quên mất Serin, còn có cả Kuro, một quân bài úp. Taiga gắp thức ăn với tay trái vì cậu ý đang luyện tập với cánh tay đó. Vào ngày nghỉ, nhóm năm nhất muốn tham gia một giải bóng rổ đường phố nhưng Rico không cho. Tebe xin hộ thì cô ý cũng cho họ tham gia. Hôm sau đi thì Tebe cũng theo chân bọn họ. Taiga thấy không gian ở đó giống hệt ở Mỹ. Lúc đăng ký thi đấu thì bất ngờ họ gặp được đội Seho. Hai đội ngồi ăn trưa với nhau và Seho nói rằng mình sẽ không tham gia cúp mùa đông vì cơ hội chỉ dành cho 8 trường dẫn đầu trong giải vừa rồi mới được tham gia. Seho lần trước thua đội Serin nên cũng bị loại luôn. TP là trung phong số 1 nếu như không có Mura ở nhóm Nege. Seho được thi đấu. Nhưng khi nhóm của Serin tới xem thì đội của Seho đã bị đánh bại. Taiga nhận ra người đánh bại họ chính là Himu. Himu ra giới thiệu và bảo họ có thể gọi mình là anh trai của Taiga. Hồi trước, khi mà Taiga không có ai chơi cùng, Himu đã bước ra và rủ cậu chơi bóng rổ. Từ nhỏ, Himu đã có khả năng chơi bóng rổ. Taiga không hiểu vì sao Himu có thể kết bạn dễ dàng, còn mình thì không. Himu nói, chỉ cần cậu ý thể hiện thứ mình giỏi ra ngoài là người khác sẽ tôn trọng và tự chủ động kết bạn với cậu. Sau đó, Himu dạy cho Taiga cách chơi bóng. Từ khi chơi thì Taiga học hỏi rất nhanh và kết bạn được với rất nhiều người. Taiga muốn có người anh nên Himu đưa cho mình và cậu một chiếc nhẫn để chứng minh tình anh em. Tới lớn hơn thì hai người vẫn đeo chiếc nhẫn đó ở cổ. Trong một lần thì hai người vô tình vào đội của đối phương. Taiga được gặp lại Himu và hai người họ đấu với nhau. Kết quả, lần đầu tiên Taiga đánh bại được Himu. Sau đó thì hai người tiếp tục chơi bóng cùng với nhau và có một ngày hai người họ ngang nhau. Himu nếu thua nữa thì sẽ không nhận Taiga làm em vì một người anh không thể thua người em của mình được. Trong trận cuối cùng thì Taiga để ý tay Himu bị thương. Lúc cậu định ghi bàn thì nhớ lại kỷ niệm cũ. Taiga bị Himu đấm cho vì ném trượt phát đó. Himu nghĩ Taiga đang thương hại mình nên cậu quyết định cược chiếc nhẫn vào trận đấu tiếp theo. Và nếu như Taiga mà thua thì anh sẽ coi như chiếc nhẫn chưa từng tồn tại. Không lâu sau đó, Taiga bay về Nhật mà chưa kịp đấu với Himu. Giờ Himu cũng về Nhật và học ở trường Yosen. Himu định giải quyết nốt chuyện lần trước và Taiga định nói gì đó nhưng cún con của Kuro ngăn cản. Kuro hiểu được tình hình và nghĩ Taiga có lỗi vì đã nương tay với Himu. Chẳng ai thích đối phương của mình nương tay trong bộ môn mà mình yêu thích cả. Taiga suy nghĩ và đưa ra quyết định mình sẽ chơi hết mình với Himu. Do Himu chưa biết nên Kuro giới thiệu và Hime bảo Taiga đã tìm được bạn đồng hành thú vị đấy. Anh ý biết một chút và đội của Yosen cũng có người thú vị không kém. Mọi người đều không nghỉ ngơi như Rico bảo. Cô ấy thông báo về việc giải vừa rồi. Hạng 3 thuộc về Yose, hạng 2 thuộc về Tô và hạng nhất thuộc về Raku. Raku năm ngoái cũng vô địch nhưng năm nay họ còn có sự góp mặt của Aka. Thực ra trong trận chung kết và bán kết chỉ có thể ngồi ghế dự bị và Taiga bắt đầu cuộc đấu với Himu. Kuro cảm thấy Himu cũng giống hệt một thành viên trong nhóm của Nege. Và Taiga có thể không thể một mình hạ được cậu ý. Taiga cũng nhận ra Himu đã khác. Khi quả bóng vừa được tung lên thì Mura cầm lấy nó một cách dễ dàng. Cậu ý bị tới muộn và Kuro cũng nhận ra cậu ta. Sau khi gặp được Kuro thì Mura xoa đầu cậu nhưng Kuro không cho. Mura nói về giải vừa rồi và cậu ý không tham gia giải đó nữa vì Aka không cho. Anh nhắc thêm rằng họ không được tham gia những giải không chính thức nên Himu không được thi đấu ở đây. Taiga giữ Mura lại và bảo họ hãy chơi một chút. Mura để ý và giúp một chút lông mày của Taiga. Mura tuy là giỏi bóng rổ nhưng cậu ý khá vô dụng trong những chuyện khác. Thế cậu ta rời đi thì Taiga nảy ra một ý. Taiga bắt đầu lớn tiếng giễu cợt. Mura quay lại đáp trả. Hai bên chia ra làm hai đội và trọng tài tuyên bố bắt đầu. Có vẻ như kế hoạch của Taiga có hiệu quả mà Mura vẫn chưa phát hiện ra. Hai người họ cãi nhau nhưng TB xen vào. Hồi trước thì TB cũng từng đấu với Mura nhưng có vẻ Mura quên mất đối thủ của mình. Ở trường thì mấy người còn lại đang luyện tập cùng Rico. Cô ấy cảm thấy bây giờ bọn họ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trận đấu vừa bắt đầu thì đội Serin giành được bóng. Kuro khá bực mình nên cậu chuyền đường bóng căng đét cho TP. Sau khi TP ghi điểm thì Mura cũng nhận ra đối thủ của mình. Giờ Mura bắt đầu cảm thấy hăng máu vì điều đó. Himu sẽ lên và Mura sẽ thủ. Himu vừa tiến lên thì ném một quả 3 điểm khiến Taiga bất ngờ. TB cũng nhận ra cú ném của Himu phải dày công luyện tập thì mới có thể làm như vậy được. Kuro chuyền bóng cho Taiga. Lúc đang đối đầu với Mura thì trời đột nhiên mưa khiến trận đấu bị hủy bỏ. Ở trường thì nhóm Rico cũng tập xong.
Nhưng đúng lúc Momoi đang dầm mưa tới và hỏi Kuro có ở đây không, Riko ra xem và bảo đi theo chị ấy để chị ấy lấy khăn tắm cho trước rồi hãy nói chuyện. Do trời mưa nên Taiga không thể đấu cùng Himu tiếp tục được nữa. Hime tung ra quả cuối và để cho Taiga thử thêm một lần nữa, nhưng bóng lại xuyên qua tay của cậu. Mura vẫn thấy bóng rổ nhàm chán và hẹn Kuro tại cúp mùa đông tới. Taiga nhận được tin nhắn của Riko và bảo họ tới trường quay. Momoi bước vào với bộ ngực khủng cùng áo bó khiến bọn con trai cứ nhìn vào đó. Kuro thực sự không ghét Mura mà còn quý cậu ta nữa là đằng khác. Mura không thích bóng rổ nhưng cậu ta vẫn siêu giỏi. Cậu ta trở thành một trung phong mạnh tới mức áp đảo đối thủ. Vừa về tới trường, Momoi chạy ra đón cậu. Kuro hỏi Momoi có chuyện gì thì cô ấy bảo hình như Aomi ghét mình rồi vì cậu ấy không ra sân trong giải chung kết vừa rồi. Aomi bị chấn thương và hầu hết là ở khuỷu tay. Nếu nhóm của Nege mà có điểm yếu thì chỉ có thể là họ thừa tài năng quá mà thôi. Cơ thể của họ vẫn chưa phát triển hoàn toàn nên cơ thể chưa thể theo kịp tài năng của họ. Aomi liều lĩnh đối mặt với Kise, cho nên Momoi yêu cầu huấn luyện viên hạn chế cho phép Aomi ra sân, cho nên huấn luyện viên buộc phải cho Aomi ngồi dự bị suốt một hiệp. Aomi biết Momoi làm như vậy nên đã mắng cô ta một trận và nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ý nữa. Sau đó cô tức giận bỏ đi và chạy tới đây. Momoi tuy thích Kuro nhưng cô vẫn lo cho Aomi. Kura dỗ cô và bảo cô cùng quay về. Sau khi trời tạnh mưa thì Kuro đưa Momoi về. Trước đó thì Riko có hỏi Momoi về vì sao hai người còn lại cũng không tham gia trận đấu giống Aomi. Cô đoán là do Aka. Aomi không muốn đối đầu với cậu và Aka cũng chẳng có hứng thú với vị trí quán quân. Aka không phải vì chiến thắng mà vì chắc chắn cậu ta sẽ thắng. Kuro dẫn Momoi tới sân bóng rổ và cho cô ta xem kỹ thuật mới của mình. Mặc dù nó vẫn chưa hoàn thiện nhưng để làm cái cớ để giảng hòa với Aomi cũng được. Momoi vào tư thế phòng thủ, Kuro lao lên đi xuyên qua người cô khiến Momoi không kịp phản ứng gì. Nếu kỹ thuật này hoàn thiện thì chẳng có ai cản được Kuro. Momoi xin tự về và cảm ơn màn biểu diễn. Hiu khá lo lắng vì anh ấy đã cố gắng luyện tập hết mình và giờ chỉ còn thi đấu hết mình thôi. Tay trái của Taiga giờ đã thuần thục như tay phải. Taiga vẫn mất ngủ như mọi khi, còn Tepe thì trông rất lạc quan hơn nhiều. Riko bảo mọi người cùng đi, nhưng giờ Kuro mới nói. Sau đó, nhóm bọn họ bắt đầu lên đường tới giải. Hôm nay, Mido chuẩn bị một mô hình gấu vì nó là vận may của ngày hôm nay. Còn nhóm của Kise vẫn tiếp tục luyện tập cho giải đấu mùa đông, nhưng còn Aomi vẫn phải nằm dài trên sân thượng. Momoi lo lắng vì mình đã thấy kỹ thuật mới của Kuro. Aomi vẫn cho rằng mình luyện tập vẫn thế thôi vì người đánh bại cậu ta chỉ có thể là cậu. Năm nay, giải đấu mùa đông thì đội nhất nhì của giải trước được lọt thẳng vào bên trong, tức là đội của Aomi và Aka được ưu tiên tham gia. Himu thực sự mong đợi trận đấu với mấy đứa bạn của Mura. 8 trường sẽ tham gia và giải sơ kết và 2 trong số đó sẽ được tham gia vào giải mùa đông. Sau trận hôm nay thì số trường sẽ còn lại là 4 và 4 trường đó sẽ đấu bảng và 2 trường sẽ được tham gia tiếp vào giải. Tuy vậy nhưng 8 trường đó sẽ là những đội rất mạnh và trận hôm nay Serin sẽ đấu với Jose. Jose biết được điểm yếu của Taiga, trung phong của Serin là Hiu nên rất yếu kém theo huấn luyện viên của họ là con gái. TP từ sáng sớm tới giờ cứ cười tủm tỉm do cậu ý lâu không thi đấu nên bây giờ mới như vậy. Đội Jose bước ra và bất ngờ. Hồi trước, ngoài nhóm của Nege thì cũng có một nhóm tự xưng là Thần Đồng và TP nằm trong số đó. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, nhưng bên kia đã chê Riko chả có tí hấp dẫn nào. Vừa mới bắt đầu thì đội của Jose ra sức kèm Taiga khiến anh ý bực mình. Việc kèm Taiga khiến cho đội Serin gặp rất nhiều khó khăn. TP bảo hãy chuyền bóng cho mình và tin cậu ấy. Taiga nhận ra bàn tay của TP to một cách khủng khiếp. Đội của tôi đánh giá, trung phong năm nay của Jose rất mạnh nên Serin sẽ phải vất vả trong trận đấu này đây. Nhưng khi vừa mới bước vào, họ lại bất ngờ về đội hình kèm theo tỷ số. TP nhờ khả năng ứng chiến, liền kiến tạo ra cho Hiu và tự mình ghi thêm điểm. TP nhờ có bàn tay khổng lồ nên cậu ý mới có thể thay đổi đường hướng bóng tùy ý, dù chỉ là một tay. Trung phong bên đội Jose tức giận, định úp rổ nhưng TP lại dễ dàng ngăn cản lại. Bóng được chuyền về tay Kuro và tới Taiga. Lần này, cậu ý được tự do bị Jose kìm nén nãy giờ, nhưng do nhảy cao quá mà cậu luôn đập trán vào thành rổ và ngã xuống. Hiệp một kết thúc, tỷ số nghiêng về phía Serin, mọi người thấy Serin thay đổi hoàn toàn, nhưng Taiga có vẻ vẫn ngất do đập đầu vào rổ. Trận đấu tiếp tục thì mọi người mới nhận ra cái hạng 3 của Jose vẫn không bằng một nửa hạng 6 của Serin. Tôi cảm nhận được sức mạnh của Serin đã tiến bộ rất nhiều và cả sự góp mặt của TP. Hiu cũng mạnh lên và liên tục ghi bàn khiến Taiga tức giận. Đang lúc cáu thì Kuro bắn tất cả vào mặt của cậu và nói Hiu và mọi người có thể dễ dàng ghi bàn là nhờ có cậu. Tôi cũng đang ở đây nên Taiga lại càng bùng phát cơn tức giận của mình. Taiga được chuyền bóng và cậu lách qua hai người hộ vệ và cạnh kè với người mạnh nhất của họ. Taiga làm một cú nhảy đúp từ giữa sân tới rổ khiến mọi người phải ngạc nhiên. Trong cùng một khoảnh khắc thì nhóm Nege đều phải giật mình. Họ cảm nhận được một ai đó đang bước vào căn phòng và mở cửa. Taiga úp rổ thành công nhưng tiếp đất lại bị ngã như vừa nãy. Trận đấu kết thúc với tỷ số gấp đôi nghiêng về phía đội của Serin,
nhưng vẫn còn có một cơn bão đang dần dần kéo tới. Mido tung quả cuối khiến đối phương phải tuyệt vọng với điểm số cao gấp 3 lần, nhưng Mido trông rất ma mị. Còn trận đấu cuối cùng để chọn ra hai đội đại diện cho Tokyo tham dự giải mùa đông, vòng loại này cũng được lọc ra từ giải liên trường vừa rồi. Kuro nhờ Taiga chút chuyện, hai người họ ra sân tập và Kuro nhờ Taiga luyện kỹ năng mới của mình. Thực ra, cậu ý hoàn thành nó, giờ chỉ là làm một bài kiểm tra nhỏ lên Taiga mà thôi. Trong một khoảng thời gian, mọi thứ như được tua chậm lại, Kuro lao xuyên người qua Taiga, khiến cậu ta chỉ có thể biết đứng hình. Nếu Kuro mà nâng kỹ năng lên mắc thì chắc chắn cậu ý sẽ thất bại. Vấn đề là quả bóng vẫn bị mắc ở chỗ Taiga. Taiga để ý lớp da của trái bóng đã mòn hết, mà Kuro đã làm nó nhẵn đi chỉ sau hè. Kuro nghĩ mình nên mua bóng mới, nhưng đây là quả bóng thứ 6 rồi. Aomi lại định nhắc trên sân trường nhưng Momoi chặn đường cậu và khuyên cậu nên đi xem giải vô địch. Aomi cho rằng kiểu gì Serin cũng thắng nên khỏi đi. Nếu như là trận Kuro và Mido thì có thể Aomi tới xem. Serin khiến đội đối phương phải bất ngờ sau mùa hè. Kuro bị ba người vây nhưng vẫn truyền được cho Taiga. Taiga vận sức úp rổ và đưa đội của mình tới chiến thắng. Trên sân đấu của tôi bên cạnh thì nhìn thấy Mido cũng ghi bàn. Mido lúc về cũng để ý một tên ngũ tướng khiến Mido phát bực. Nếu Serin thắng thêm được một trận nữa thì việc tranh giành giải mới trong tầm với. Hiu đoán rằng trận đấu kế tiếp khá khó khăn khi thấy nhuệ khí của đối phương. Lúc về thì Tebe tách khỏi hàng, cậu ý bảo mọi người về phía trước để chào hỏi Hana. Taiga để ý được, gã ngồi trong góc vừa rồi. Hiu cũng không giấu gì nữa và kể là người đứng đầu của nhóm Nege. Nhưng có một nhóm người cao tuổi hơn họ và có thể đối đầu với Nege, đó là nhóm thế hệ kỳ tài. Họ còn biết tới biệt danh ngũ tướng không ngai và Hana ngồi trong góc cũng là một trong số ngũ tướng. Hana không tham gia trận đấu. Vì sợ để lộ hết nghề, Hana đoán rằng TP sẽ thua thảm trong hai trận tiếp theo. Hana hoàn toàn đối lập với TP. Nếu TP ngay thật thì Hana là một kẻ thiếu trung thực. Hana chúc TP may mắn trong trận đấu Suto và chúc vết thương của TP mau khỏi. Hôm nay trời lại mưa như lần trước Serin đấu với Suto. Hai đội hôm nay thi đấu và là hai đội được quan tâm nhất trong giải. Taiga thấy Mido trở thành người khác sau trận thua lần trước thì lần này Mido có vẻ hơi bị tâm lý. Trong lúc này thì cậu không muốn đùa và trông rất đáng sợ. Serin cũng từng trải qua thất bại nên họ quyết tâm không để thất bại thêm một lần nào nữa. Sau vụ lần trước thì Mido đã chấp nhận Taiga là đối thủ của mình. Nếu chiến thuật của Suto không thay đổi thì Serin có thể chiến thắng thêm một lần nữa. Rico nhận ra điểm yếu của Mido là mỗi khi ném bóng thì cậu ta mất khá thời gian để lấy đà. Trọng tài tuyên bố trận đấu giữa hai đội bắt đầu. Lần này Mido háo hức được đấu với Taiga. Sau khi Serin vừa có được bóng, Taiga cướp lại. Suto vừa có bóng thì họ lại bị Kuro đánh bóng ra khỏi tay. Mido chạy lên lấy được quả bóng nhưng cậu ném ra thì bị Taiga ngăn cản. Mọi người đều nhận ra Taiga đã nhảy lên cao hơn hẳn so với lúc trước. Tiềm năng của Taiga thức tỉnh nên Mido không thể ném bóng được nữa. Mido cố ném thử nhưng bị Taiga chặn tiếp. Rico và Taiga tưởng Mido sẽ có chút kỹ năng gì mới. Mido cũng công nhận từ trước tới giờ cậu chỉ rèn luyện sức bền. Rico giật mình nhận ra gì đó. Mido đoán mình không thể ném mãi được và kể cả là Taiga cũng không thể nhảy mãi được. Cho nên cậu sẽ ném bóng cho tới khi Taiga không thể nhảy được nữa và Kuro cảm nhận được Mido không còn là chính mình. Taiga vẫn tiếp tục cố gắng phá bóng của Mido. Từ trận đấu đầu tới giờ thì Serin vẫn đang dẫn trước, nhưng Hiu không hề chủ quan khi có tỷ số như vậy. Taiga bắt đầu thấm mệt, mọi người trong đội cũng cảm thấy điều đó. Không chỉ Taiga bị kèm mà Kuro cũng bị Taiga kèm chặt. Bóng được chuyển đi và lọt vào tay của Mido. Taiga nhanh chóng nhảy lên chạy Mido phát bóng, nhưng đó chỉ là động tác giả của Mido. Taiga tiếp tục bật cao khi chân vừa chạm đất, nhưng dù quả bóng vẫn được ném đi. Lần này, khác với mọi lần, là Mido đã ném hụt. Thực ra vừa nãy, Taiga nhảy kịp và có một chút tác động vào quỹ đạo của quả bóng. Kuro đã có bóng trong tay, vẽ một đường chỉ để cho đội mình ghi thêm điểm. Mido giờ sử dụng hết động tác giả nên Taiga sẽ gặp khó khăn trong những lần sau. Taiga tiếp tục phải đoán xem Mido ném thật hay là giả. Taiga quyết định nhảy đúp để cho dù Mido có dùng động tác giả thì anh vẫn kiểm soát được. TP cũng nhảy lên để ngăn cản Mido. Trong phòng tập thì Mido đã nói gì đó khiến mọi người không thể tin một người như cậu lại nói như vậy. Taiga đột nhiên xuất hiện. Sau đó Taiga có bóng thì lập một cuộc phản công với ba người. Do quân đông hơn nên đội Suto được ghi một bàn. Lối chơi của Mido đổi sang lối chơi đồng đội nên Kuro cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Trước đây Mido không chuyền bóng cho đồng đội nên Kuro mới có được điểm yếu của cậu ta. Giờ Suto đã hoàn toàn thống nhất cho nên họ sẽ rất mạnh. TP vẫn lạc quan nhưng thực ra anh vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Kuro được thay ra vì chiến thuật đánh lạc hướng của cậu không có hiệu quả. Tuy bị thay ra nhưng cậu không lo lắng vì cậu tin vào đội của mình. Momoi tới xem trận đấu của Kuro và Kise ra hỏi thăm. Thực ra hai đội của họ hôm nay không tới xem nên họ có hoàn cảnh như nhau. Bên Serin chơi 2-1 là không muốn Mino ném vào rổ quả nào, nhưng điều đó vẫn tạo lợi thế cho Suto để những người khác có thể ghi bàn. Bị TP và Hiu đánh bại,
Đợt tấn công lần này bắt đầu tỏ ra có hiệu quả. Từ trước, lối chơi của Seri là một đội thiên về tấn công kèm tốc độ, đó mới là Seri thực thụ sau lớp vỏ. Không may ném xịt thì Mido đã có bóng và ghi 3 điểm ngay sau đó. Hiệp đầu kết thúc, mọi người đều nóng lòng xem hiệp sau. Gise đoán Seri sẽ gặp bất lợi vì Suto có thể ngăn được họ tấn công, họ không thể ngăn Suto lại được. Ngay trong hiệp sau thì Mido đã làm cú 3 điểm, đưa đội mình lên vị trí dẫn trước Seri 1 điểm. TP lúc phản công và chuyền bóng cho Hiu bị cậu đối phương cắt ngang và ghi điểm. Ngay sau đó, Mido cũng bắt đầu ghi điểm. Taga chân hơi run và Mido cũng thấy điều đó. Giờ mọi người khi thấy Mido thay đổi sẽ có một sự khác biệt rất lớn. Như Taka thì nhìn thấy Mido vẫn chưa thay đổi cái gì. Khi mọi người về hết rồi, cậu ý vẫn ở lại một mình tập ném bóng. Từ khi đối đầu với Kuro thì Taka đã không nghĩ dựa dẫm vào đồng đội là một điểm yếu nữa. Kuro sau khi ngồi một lúc thì cậu nghĩ mình có thể hoàn thiện nó rồi. Sau đó, Shirin thay người và Kuro là người vào sân. Chỉ mình Kuro mới có thể xoay chuyển được tình thế. Kuro vào sân, đem theo niềm tin chiến thắng của cả đội. Mido chắc hẳn Kuro phải có thứ gì đó thì mới vào sân. Trận đấu được tiếp tục, Taka vẫn tiếp tục kèm Kuro, nhưng Riko tin rằng kỹ năng mới của Kuro sẽ làm bọn họ bất ngờ. Serin dần mất nhịp độ và nếu tấn công bừa bãi thì họ sẽ mất kiểm soát tình hình. Kuro định đổi vị trí, Taka định chạy theo nhưng bị Taka ngăn lại. Kuro hướng về phía Mido và được TP chuyền bóng. Lần này, cậu ý cầm bóng khiến mọi người bất ngờ. Vì từ trước tới giờ, cậu chỉ chuyển hướng nó thôi, chứ không cầm quá một giây. Kuro sử dụng kỹ năng mới và đi xuyên qua người Mido, rồi chuyển cho TP để ghi bàn. Lần này, Mido phải đứng hình về kỹ năng mới của Kuro. Kise và Momo không tin được Kuro có thể làm được điều đó. Bóng ném hụt vào bảng và Izuki chuyển lại cho Kuro. Taka lao lên ngăn cản, nhưng mắt đại bàng của anh ta vô dụng đối với Kuro. Sau đó, Hiu lại có bóng và đưa nó vào rổ. Ngay sau đó, Kuro lại chuyền cho Hiu, cậu ta lại ném cú 3 điểm nữa và đưa tỷ số cân bằng trở lại. Kết thúc hiệp 3, Serin đã lên tận 8 điểm nhờ có Kuro vào sân được mấy phút. Taka rất mệt do kèm Mido mãi. Đội của Tô cũng nhận thấy Kuro có kỹ năng mới rất mạnh, nhưng Taka đã thấm mệt, Mido có thể ném bao nhiêu quả tùy thích. Nhưng Mido lại không nghĩ vậy vì Taka rất mạnh. Hiệp cuối bắt đầu, Taiga giờ có vẻ khá hơn một tí. Vừa bắt đầu thì Serin đã cố gắng ghi điểm nhờ có Kuro mà Izuki không bị bắt bài và cậu tạt bóng cho Taiga. Taiga đấu với hai hậu vệ to lớn của đối phương nhưng cậu vẫn ghi bàn và không bị phạm lỗi. Taka bắt đầu khó ngăn cản Kuro vì cậu đã có hai lối chơi. Đội hình Serin giờ trở nên hoàn thiện hơn. Mido ném bóng, làm cho Taiga và TP không thể ngăn kịp, làm cú 3 điểm. Hiyo lại bắt đầu đáp trả lại Suto bằng một cú 3 điểm nữa, khiến khán đài trở nên nhộn nhịp. Ngay cả Kise đứng xem cũng thấy thích bóng rổ hơn. Serin và Suto vẫn tiếp tục leo thang tỷ số, hai bên ganh đua một cách kịch liệt, tới từng điểm một. Kuro sử dụng kỹ năng vô hình, đi xuyên qua người của Taka và chuyền bóng cho TP. TP định úp rổ, nhưng anh ta bị gì đó, khiến mình bị mất đà và ném hụt. Nhưng may thay, trọng tài tuyên bố lỗi đẩy người và Serin được ném phạt đền. Chỉ còn 2 giây nữa là trận đấu kết thúc. Nếu Serin mà ném được cú ném tự do này, thì Suto cũng phải chấp nhận kết thúc ở đây. Hiu nhìn rõ, chân của TP bị run và cậu ta đang cắn răng chịu đựng. TP chỉ được 2 lần ném phạt và cả đội trông chờ vào anh ý. Cú ném đầu, mọi người cầu mong và trái bóng rổ đã lọt sổ. Tỷ số bây giờ giữa hai đội lại cân bằng và còn cú ném cuối cùng để đi tới chiến thắng. Mọi thứ trở nên quay chậm khi bóng ở trên không trung, nhưng nó đập vào viền khiến mọi thứ tan vỡ. Sau đó, Taiga và hậu vệ đối phương tranh nhau bóng, nhưng Taiga nhảy cao hơn họ. Lần này cậu bật lên để ghi bàn và cả Mido cũng ra sức ngăn cản. Niềm hy vọng của hai người họ mong đợi vào hết giây phút cuối cùng này. Tiếng chuông vang lên và hai đội có tỷ số hòa nhau. Thường thì sẽ có hiệp phụ, nhưng giải này đòi hỏi các trận đấu phải diễn ra êm và gọn nên không đặt ra luật hiệp phụ. TB tự trách mình và cứ nghĩ mọi người sẽ nói anh, nhưng họ lại cảm động vì nhờ có cậu mà họ mới tiến xa được như vậy. Mọi người đều thi đấu hết mình nên Kuro không hối hận gì cả. Ở giải mùa đông sẽ không có trận hòa nào nên chắc chắn một trong hai đội sẽ chiến thắng. Mọi người ai cũng vui mừng vì không có ai thua trong trận này. Đội Kiri của Hana chiến thắng có vẻ không vẻ vang cho lắm và đối thủ tiếp theo của Kiri là Serin. Momo mua đồ cho Mido, Kise cũng ra và khen về trận đấu. Mido có vẻ rất dè chừng. Kise cũng nhận ra Hana là một trong ngũ tướng không ngai và cũng công nhận họ là đối thủ khó nhằn. Lúc về, Mido để ý có con cún của Kuro trong xe kéo của mình. Chả hiểu sao nhìn thấy con cún thôi mà cũng thấy bực mình, còn Momo thì ngược lại. Kuro ra nhận lại con cún, Mido bảo Taka đi về thôi và không quên hẹn đầu với Kuro trong giải mùa đông sắp tới. Tebi bị đau ở chân, Hiu cũng đoán được, khi cậu ném trượt thì chắc chắn phải có vấn đề gì đó. Hiu khuyên cậu đừng chiến đấu với Kiri nữa,
Nhưng TP không chịu vì năm nay là cơ hội cuối cùng của cậu và dù có què thì anh ta cũng phải ra sân. Taiga ở bên ngoài và biết được tình trạng của TP. Lúc về, Hiu và Taiga đều trông rất khó coi. Taiga lúc về hỏi chuyện cơ hội cuối cùng của TP. Hiu biết mình không thể giấu nữa nên đành kể cho Kuro và Taiga nghe. Vào hè năm ngoái, Hiu nhuộm tóc và đòi bỏ bóng rổ. Izuki biết hồi cấp 2 cậu ý rất chăm tập bóng rổ nhưng họ chả có nổi một trận thắng. Lúc ý, trường cũng chưa có bóng rổ. Đang đi thì Hiu chạm mặt TP. Cậu ngạc nhiên về độ khổng lồ của TP. TP để ý Hiu có biết tới bóng rổ qua hình nền điện thoại nên rủ Hiu gia nhập vào câu lạc bộ. Nhưng thực ra TP không biết rằng trường không có câu lạc bộ bóng rổ nào. Sau khi biết trường mình không có thì cậu bảo Hiu cùng cậu ta lập thành một cái. Nhưng Hiu từ chối vì nói mình từ bỏ bóng rổ rồi. Hôm sau Hiu bị TP bám đuôi về vụ thành lập câu lạc bộ bóng rổ. Izuki đồng ý nhưng Hiu vẫn quyết tâm không chịu gia nhập. Izuki biết TP chơi bóng rổ rất tốt nhưng không hiểu sao cậu ý lại chọn trường này. Thực ra ông bà của TP nuôi dạy cậu lớn, hai người họ cũng đã lớn tuổi nên anh muốn học một trường gần nhà cho tiện. Cậu ý có vẻ chỉ thích bóng rổ và đam mê khi chơi chứ không hề khao khát gì nhiều. Tuy TP không khát khao nhưng cũng không có nghĩa là mình sẽ nương tay với đối thủ. Moga và Mito nghe được chuyện thành lập câu lạc bộ nên cũng tới xin tham gia. Giờ câu lạc bộ đã đủ người nên họ sẽ tìm một quản lý nữ dễ thương. Izuki liền đề cử Riko nhưng cô không chịu tham gia phi vụ vì lý do đội Nege quá mạnh nên những câu lạc bộ khác cũng từ bỏ ý định thắng. Hiu đang chơi game thì Riko tới gặp cậu. Riko nói về chuyện trưa nay, Izuki và một anh chàng to xác tới gặp cô kèm theo câu chuyện của câu lạc bộ bóng rổ. Hiu đang cố ép buộc bản thân làm theo mấy thứ mà mình không thích. Trước đó, Riko cũng được mấy câu lạc bộ mời, nhưng cô không tham gia nếu như họ không nghiêm túc về vị trí quán quân. Giờ TP chỉ việc làm sao để thuyết phục Riko, còn Hiu là một tay ném tốt, nhưng anh và đồng đội cũng chưa bao giờ có chiến thắng bởi đội Nege. Cho nên, Hiu mất niềm tin, TP liền chạy đi và gọi Hiu cùng về nhà. Riko tới phòng tập và suy nghĩ về chuyện của câu lạc bộ bóng rổ. TP hứa sẽ không ép Hiu gia nhập câu lạc bộ nữa nếu Hiu đánh bại cậu ý. Hiu không tin mình sẽ đánh bại được TP vì cậu ý là một trong bốn nhóm mạnh nhất. TP khích đều Hiu khiến anh ta bắt đầu bực bội. Nhưng mọi đòn tấn công của Hiu đều bị TP ngăn chặn, còn bị TP úp được mấy quả liền. Hiu tuy đã mệt nhưng vẫn chưa chịu tha. TP bảo Hiu nên từ bỏ bóng rổ đi và nói rằng tài năng thiên bẩm chẳng can dự được gì. TP và Hiu đều như nhau cả. Vì anh cũng từng nếm mùi thất bại dưới nhóm của Nege, anh cũng từng muốn bỏ bóng rổ, nhưng cố đến đâu thì anh cũng không bỏ được. Hiu cũng vậy và cậu ý cảm thấy ngày nào cũng chán nản. TB nói đây là ngày cuối cùng anh ta theo đuôi Hiu và anh vui khi biết cảm giác thật của cậu ý. Hôm sau thì TB rủ nhóm của mình lên sân thượng tuyên thệ trong giờ chào cờ. Sau đó, những thành viên còn lại cũng lên thề theo cậu ý. Đúng lúc đó, Hiu lên sân thượng, Hiu mang theo một đôi giày cùng với mái tóc trở lại như cũ. Cậu ý không muốn thua kém TB. Thầy hiệu trưởng lên và thầy cũng không tin họ sẽ giành được chức quán quân. Tức quá nên Hiu tuyên bố với toàn trường nếu họ không làm được thì sẽ trở như nhộng và đi tỏ tình. Riko nghe xong thì cười phát thành tiếng và đồng ý tham gia vào nhóm của bọn họ, mang luôn một bản kế hoạch luyện tập. TB được mọi người ủy nhiệm làm đội trưởng vì lập ra đội bóng, nhưng cậu lại nhường cho Hiu. Mọi người nghe cũng hợp lý và quyết định Hiu làm đội trưởng. Cả nhóm ngày hôm đó cũng bắt tay vào luyện tập. Mọi người tập luyện rất say sưa và cả đội có đồng phục nữa. Họ cũng chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm. Câu lạc bộ được tham gia thi đấu và TB được tỏa sáng khi ở đây. Không chỉ vậy mà Hiu cũng vậy. Lúc đó, đội của Serin chỉ thắng được một trận nữa là được giải vô địch. Sau khi gia nhập vào câu lạc bộ thì được thi đấu với mọi người xong, Hiu cảm thấy bóng rổ thực ra cũng khá vui. TB nhắc lại chuyện Rio suy nghĩ giống hệt như trường cũ của anh. Anh ý vui khi gặp được mọi người trong câu lạc bộ. Hôm sau, mọi người được thi đấu ở khán đài khá lớn và nhóm của họ lúc đó gặp được đội của Nege khi vừa thi đấu xong. Hôm nay, đội của Hiu sẽ phải thi đấu với đội Kiri. Lối chơi của Serin phản công nhanh nhưng nó vô dụng với đội Kiri. TP muốn thứ gì đó mặc dù anh chưa luyện tập nó bao giờ. Trong trận đấu thì TB bị kèm chặt nhưng cậu ý vẫn còn Hiu nên Hiu có thể ghi bàn. TB có khả năng chuyền bóng tốt nên Hiu tiếp tục ghi thêm 3 bàn. Đang lúc Hiu cổ vũ tinh thần mọi người thì lúc này TB cảm thấy nhói ở chân. Hana bắt đầu vào sân vì Hana cũng là một tướng không ngai. Vừa vào, Hana sử dụng lối chơi thông thường. Hana cũng nhận ra chân của TB bị thương. Cô chuyển đội hình về dạng phòng thủ. Serin phản công nhanh nhưng đột nhiên TB gần như ngã khuỵu xuống. Cậu lăn ra sàn bắt đầu ôm chân trái của mình. Hana biết trước được chuyện này nên cô đã kêu đồng đội về phòng thủ hết mức. Hiu cũng nghi ngờ Hana cố tình sắp đặt nhưng cậu không có bằng chứng gì cả. Cuối cùng trận đấu kết thúc với điểm số nghiêng về đội của Serin. Hiu bị Hana chọc tức nhưng Hiu chả thể làm gì được. Ở bệnh viện cả nhóm tới thăm TP. TP nói thực ra không nghiêm trọng gì, chỉ bong gân thôi. Cậu ý có thể tham gia được giải vô địch tuần sau. Đang ngồi nghĩ thì Hiu mua cho cậu một lon nước. Hiu dám chắc rằng TB sẽ không bao giờ bỏ một trận đấu vì bong gân. TB cũng lấy làm lạ. Gần đây sau vụ phẫu thuật,
Bác sĩ bảo cậu đã hoàn toàn bình phục trước khi tốt nghiệp, mọi thứ đều được Rico ở ngoài nghe thấy. Giờ TB mà muốn chơi thì phải để một năm sau. Hiu hết cách, đành muốn giành ngôi vô địch về. TB cảm động và anh hẹn lại Hiu một năm sau. Hôm nay là trận đấu giữa Serin và Kiri. Aomi bị mọi người bắt tới đây. Cậu ý bị mọi người bẫy bằng một cuốn tạp chí người lớn. Kise cũng dẫn mọi người trong đội của mình tới xem, mặc dù hơi ồn ào. Aomi cảm nhận được Serin ngày hôm nay khát máu hơn mọi khi. Hiu có vẻ hôm nay hơi tâm lý và cậu ý ném toàn trượt. TP đang nói chuyện cùng Hana thì Hiu hỏi Hana có nhớ chuyện năm trước anh ta đã làm không. Hana không chỉ giả vờ không nhớ mà còn ra hiệu là mình nhớ, khiến Hiu kích động. Thấy điều đó thì Kuro và Taiga lại càng thêm quyết tâm phải chiến thắng được trận này. Sau khi biết chuyện của TP thì mấy đứa năm nhất ra đó băng chân cho cậu, nhưng họ băng chả khác nào xác ướp. Cuối cùng Rico vẫn phải băng lại cho TP. Cô rất lo lắng cho anh, nếu như TP có chuyện gì thì cô sẽ thay người ngay lập tức. Hai đội ra chào hỏi. Và đây là trận quyết định xem đội nào có thể tiến tới giải mùa đông năm nay. Trận đấu bắt đầu, Kuro lại cầm bóng khiến mọi người càng thêm tập trung. Kuro vượt lên liên tiếp hai người, kiến tạo cho TP ghi bàn. Aomi giờ mới chứng kiến kỹ thuật của Kuro. Mọi người đánh giá rằng đội Serin rất mạnh vì mỗi người trong đội của họ đều có khả năng riêng biệt. Nhưng Hana lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Hana cầm bóng phản công và đối mặt với Izuki. Hiu bị thay người kèm hơi thô bạo nhưng trọng tài vẫn không bắt lỗi. Chân của Taiga bị dẫm nhưng trọng tài lại không nhìn thấy do có điểm mù. Còn người úp sổ lúc định úp thì tí nữa cho Taiga ăn cùi trò vào mặt. Đội bóng đối đầu với đội Kiri đều phải chấn thương. Những tuyển thủ then chốt và con át chủ bài đều bị đưa ra khỏi sân. Bên Kiri lại tiếp tục chơi xấu và tí nữa là Hiu ăn cùi trò. Nhưng may có TB ra giúp đỡ. Nhờ vậy bóng được chuyển thẳng vào rổ của Seri. Hana ghi bàn xong còn nói tí nữa bọn họ sẽ hạ gục được Hiu, khiến TB càng điên tiết. Kise xem trên ghế khán giả cũng không hiểu trọng tài làm cái gì, nhưng Seri ít thành viên nên cũng khá khó khăn. Taiga thoát được dẫm chân nhưng ăn trực tiếp một cú huých vào bụng. Cậu điên tiết định dẫm lên tay tên kia nhưng may mắn Kuro ngăn cản kịp. Kuro giải thích cho Taiga rằng mình không thể để cú đấm của cậu phá hỏng mọi thứ, nếu muốn giải quyết thì hãy dùng bóng để đáp trả bọn họ. Cậu bị Rico mắng trong một trận, cô cho phép cậu ý làm như vậy nhưng đừng quá lộ liễu. Tay của Hiu cũng bị chấn thương nên TB bảo trong lượt tiếp theo Taiga hãy lo liệu cánh ngoài còn lại, còn cánh trong thì để anh ấy làm. Cánh trong sẽ có mình TB và bốn người còn lại sẽ ở cánh ngoài. Hiu lo lắng vì cánh trong là nơi tranh đấu thô bạo nhất. Trận đấu vừa bắt đầu, Hiu ném hụt và TB cánh trong bị huých, nhưng cậu vẫn cố làm nốt phần còn lại của Hiu. Sau đó, đội Kiri tiếp tục chơi xấu không thương tiếc nhưng họ vẫn cố gắng ghi bàn. Giờ điểm số sắp được san bằng. Nhưng người của TP thì toàn những vết tím bầm. Hiu tức giận bảo mọi người đưa bóng cho mình. Một người trong số Kiri làm lá chắn tầm nhìn của trọng tài, giúp đồng đội chơi xấu như nào tùy thích. Hiu bây giờ ném trượt do bị tâm lý. Izuki bắt đầu trách cậu. Kuru cướp bóng và chuyền cho Taiga. Taiga bị chặn đường nhưng cậu lậu huých và mắc lỗi kèm người. TP bảo cậu bình tĩnh và khuyên cả đội nên chơi lại chiến thuật cũ. Hana ra hiệu cho TP và bị cầu thủ dùng khuỷu tay đập vào mặt. Hồi trước, Rico kể cho TP khi cậu còn ở trong viện về Kuro và Taiga. Anh ấy muốn quay lại và làm thứ gì đó có ích hơn cho Serin. Cho dù đội của mình có đối đầu với đối thủ như thế nào đi nữa, thì TP vẫn cố đứng dậy. Cho dù có gặp ai nguy hiểm, thì TP vẫn sẽ là lá chắn cho người đó. Cậu ý dù vào tình thế nguy hiểm, nhưng vẫn sẽ bảo vệ các thành viên của đội bóng. Nhờ có TP mà Serin dẫn trước được 5 điểm. Aomi đứng dậy và nói mình đi vệ sinh. Hana hầm hầm do không làm được gì TP. Kuro hỏi vì sao anh ta chơi bóng thủ đoạn như vậy. Và anh ta cảm thấy vui khi thắng như vậy sao? Hana nói, mình không vui, nhưng không làm như vậy thì anh ta không thể nào đánh bại được các thành viên của nhóm Nege. Nhưng anh ta chỉ nói đùa như vậy thôi. Anh ta thích nếm mùi bất hạnh của người khác như mật ong. Anh ta còn coi chuyện mình làm với TP là một tuyệt tác. Taiga rất bực vì lối chơi rác của Kiri. Rico muốn cho TP thay người, nhưng làm như vậy thì cô sẽ bị TP ghét suốt đời. Có người bên Kiri hiểu ra thủ thuật lái bóng của Kuro. Kuro dùng mắt của đối phương để sử dụng khả năng đánh lạc hướng. Và một người trong số họ bị tóc che mất mát, có thể khắc chế được Kuro. Hana gặp được Aomi trong vòng vệ sinh. Aomi thấy Hana tuy chơi bẩn nhưng vẫn đoán rằng trận này Hana sẽ thua bởi vì chính Hana đã làm Kuro nổi giận. Mọi người bắt đầu quay trở lại sàn đấu. Lần này, Kuro không thể vượt qua được một đối thủ bên Kiri do không nhìn được mắt của hắn. Nhưng sau cùng, cậu vẫn lách qua được hai người khi có cơ hội. Cậu luồn tới rổ của đối phương và giao việc ghi bàn cho Taiga. Seri vẫn nắm được quyền kiểm soát trận đấu. Hana gọi Kenta vào và Rico mong trận đấu sẽ không thô bạo hơn nữa. Hana được ra yêu cầu thay người là do đội Kiri không có huấn luyện viên. TP thấy trung phong mới thay vào không hề mạnh. Kiri ghi được điểm tiếp theo nhờ phản công mạnh. Izuki dùng mắt đại bàng nhưng lại bị đối phương cướp bóng thêm lần nữa. Một người ở bên Kiri nói Serin không thể ghi điểm thêm nữa bởi vì họ vướng vào màng nhện rồi. Từ khi có người kia vào sân, Hana liên tiếp cướp được bóng. Hana rất thông minh và khi ở cấp 2 thì cậu ta luôn được điểm cao mặc dù không học hành gì.
Chỉ xem qua một trận đấu mà Hana có thể đoán được nước đi của đối thủ. Serin có lối chơi phụ thuộc vào đường chuyền bóng. Hana đọc được nước đi và ngăn chặn mọi đường chuyền. Hana tiếp tục phán đoán được bóng của Izuki và lại ghi điểm. Từ trước, Hana luôn cướp bóng giỏi. Nhưng giờ, độ chính xác của cậu ta tăng đáng kể. Serin giờ sắp bị san bằng tỷ số và thậm chí Giri có thể vượt mặt bọn họ. Hana và Seto liên kết với nhau, giảm thiểu những đường chuyền. Giờ có Seto thì Hana có thể cướp được 100% đường quyền. Những màn chơi xấu ban đầu chỉ là cho đối thủ tức giận. Sau đó, đòn tấn công của họ sẽ đơn giản hóa và dễ đoán hơn. Giờ Serin như một con mồi bị mắc trong màng nhện. Kết thúc hiệp 3, Izuki tức giận vì luôn bị bắt bài. TB thấy vậy cũng không ổn, do mọi người càng tức giận thì càng dễ bị mắc bẫy của Hana. Serin có thể ghi điểm từ cánh ngoài, nhưng Hiu hôm nay chưa ném được quả nào vào rổ cả. Họ có thể rút ngắn tỷ số nếu Kuro không chơi theo lối của đồng đội nữa. Vào hiệp tiếp theo thì Serin bắt đầu tung ra quân chủ bài trước. Trước đấy, Kuro bảo mọi người hãy cứ chơi bình thường. Hana di chuyển và đoán rằng Izuki sẽ chuyền bóng cho TP. Kuro đột nhiên xuất hiện và làm thay đổi hướng bóng về phía Taiga. Sau đó, Taiga mở màn bằng một cú úp sổ. Đường chuyền của Kuro không hề nằm trong kế hoạch của đội nên Hana không thể đoán được. Trận đấu lại tiếp tục và Serin lại ghi thêm bàn, ngăn cản đường bóng tới tay của Hana. Dù cậu ta biết trước tỷ số được rút ngắn, nhưng Rico cảm thấy đội của mình vẫn chưa đủ mạnh, vẫn còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng, đó là Hiu. Hiu ném trượt và TP bị chơi bẩn nên không thể nào làm gì được. Rico cho hội ý, cô bảo TP cần đi ra ngoài, vì nếu chuyện năm ngoái lặp lại thì cô thà để TP hận còn hơn. Kuro cũng đồng ý với cô. Hiu bảo cứ để việc còn lại cho bọn họ lo. Sau một lúc, TP cũng đồng ý và nhờ cả vào mọi người. TP rời sân, nhưng Hiu vẫn không thể ném bóng trúng rổ. Mặc dù Serin không bị bắt bài nữa, nhưng họ vẫn cần những trái 3 điểm để Hiu tăng tốc. Hiu hơi căng cơ vai nên cậu ý ném trượt, nhưng cái lợi là nếu cậu ném trúng một quả thì những quả sau chắc chắn sẽ trúng rổ. TP xin lỗi những lời đã nói với Rico, Rico đồng cảm với TP và cũng nhờ có anh nên mọi người mới an toàn. Hiu chạm mặt Hana, nhưng hai người họ đã để bóng ra ngoài. TP nhặt lên giúp họ khiến Hiu nhớ về quá khứ. Anh tỉnh ngộ, giờ mục tiêu của hai người họ không phải là ghét Hana mà là lời hứa tranh giải quán quân giữa hai người. Biểu hiện của Hiu đã thay đổi, Kuro chuyển bóng cho Hiu thêm một lần nữa và Hiu lại tung bóng về phía rổ. Lần này ném không trượt như lần khác mà cú ném rất hoàn thiện. Mọi người vui mừng vì cuối cùng Hiu cũng ném được cú 3 điểm. Izuki thấy mọi người đều giải quyết được vấn đề nên cũng muốn tự mình muốn làm gì đó. Cậu ý câu giờ Hana và để cho Kuro có thể cướp được bóng. Sau khi có bóng, Hiu lại bình tĩnh hơn, đưa ra tỷ số rút ngắn. Giờ không chỉ cánh ngoài ghi được điểm mà cánh trong cũng có thể làm như vậy. Mạng nhện của Hana đã bị Kuro cắt đứt và chỉ huy thì giải vây cho cả đội. Giri cũng rất quyết tâm nên họ cũng ghi bàn. TP nghĩ đội của mình cũng có thể tiến tới chức vô địch Nhật Bản bởi vì cậu có cảm giác đội bóng của mình sẽ trở nên mạnh hơn. Tuy cú ném của Hiu là vấn đề nhưng mấu chốt quyết định vẫn là ở Kuro. Nhận thấy điều đó nên Hana chơi xấu trước mặt mọi người, nhưng Kuro lại né được, tranh thủ Hana tiến đến, liền ném bóng và ghi điểm. Chỉ còn 44 giây nữa là kết thúc trận đấu, nhưng tỷ số nghiêng về phía Kiri một điểm. Kuro tức giận, cậu không thể để một lối chơi bẩn thỉu cản ước mơ của cậu được. Bóng đi đường thẳng và xoáy vào tay Taiga. Sau đó cậu ra sức và úp rổ thành công, lật ngược tỷ số. Trận đấu vẫn chưa kết thúc nên Serin vẫn chưa thể lơ là được. Hiu tóm được bóng và lại làm cú 3 điểm nữa. Thời gian càng kết thúc thì Serin càng ghi thêm được nhiều điểm hơn. Cho tới giây cuối cùng thì đội Serin thắng với cách biệt tỷ số là 6 điểm. Mọi người cùng nhau ăn mừng vì cuối cùng họ cũng có được vé tham gia vào giải mùa đông. TP và Hiu cuối cùng cũng chịu đập tay vì chiến thắng. Hana nhận thua và xin lỗi TP về mọi chuyện, nhưng anh ta lại không nói vậy. Đây là lần đầu tiên kế hoạch của Hana thất bại, anh ta hứa sẽ trả thù bọn họ vào lần sau. TP khen cú ném cuối cùng của Hana rất tuyệt và mỉm cười, hẹn họ ở lần sau. Ami ra về, mặc dù trận đấu của Suto chưa kết thúc, cậu ý đoán chắc chắn Suto sẽ giành chiến thắng thôi nên không phải xem gì nữa. Bên này, Mido cũng toàn ném cú 3 điểm và thắng với tỷ số tách biệt. Đến tối thì mọi người bắt đầu thay đồ và đi về, nhưng Kuro không thấy đâu nên Taiga lại chạy đi tìm cậu ấy. Kuro đang tập thì Taiga gọi cậu ý. Kuro do được tham gia vào giải mùa đông nên cậu có vẻ hơi phấn khích. Ở giải mùa đông sẽ là một cuộc chiến toàn áp lực giữa những thành viên của đội Nege. Serin vẫn ấp ủ giấc mộng trở thành nhà vô địch Nhật Bản. Sau trận thắng với Kiri thì mọi người được đi tắm suối nước nóng. Hôm nay được thư giãn như vậy thì ngày mai họ phải quay lại việc luyện tập tiếp. Taiga đi tắm suối nước nóng mà cũng mặc quần bơi do cậu ý lần đầu tiên đi. Hiu bảo đàn em cọ lưng cho mình. Taiga cọ thử nhưng cậu lại lấy cái chổi để cọ. Còn Kuro thì người đầy bông cùng con cún. Phòng bên nhộn nhịp và họ nghĩ rằng có mấy chị sinh viên đại học bên đó. Moga bảo Taiga cõng mình nên sau đó định tiến lại chỗ bức tường. Không chỉ vậy, Hiu cũng bắt trước theo. Khi đang cố gắng ngó thì phát hiện có một lỗ hổng, nhưng đang nhìn thì tiếng Rico vang lên đằng sau. Cô bảo mọi người chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Sau khi Rico rồi đi, bọn họ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Rico đang tắm thì mò mò tới và ngồi cùng cô.
Bên này sau lớp hơi nước thì Hiu có vẻ gặp được một người quen. Do hết nước ở máy bán nên Taiga sẽ ra ngoài mua cho Kuro. Học viên Tô cũng tới suối nước nóng này để thư giãn. Aomi mang nước đến cho Kuro, khiến Kuro bất ngờ. Riko nhìn qua và đánh giá ngoại hình mò moi hoàn hảo. Bọn con trai đi sông hơi nhưng có vẻ nó hơi nóng. Hiu hỏi luôn vào vấn đề chính là Tô đến đây có mục đích gì. Aomi hỏi về chiêu mới của Kuro. Kuro nói đó là có quà cho Aomi, nhưng Aomi nghĩ nó vô ích. Taiga tới khoác vai Aomi và hai người họ chạm mặt nhau. Aomi cho rằng Taiga mở được cửa, nhưng cậu ấy chỉ có thể đứng ngoài cổng thôi và vẫn chưa là gì với Nege cả. Momo có được sơ đồ thi đấu trong giải này, mặc dù nó vẫn chưa phải là chính thức, và trận đấu tiếp theo, Serin sẽ gặp Tô một lần nữa. Riko hứa sẽ không để thua trận này với Momo. Hiu cũng rất quyết tâm đánh bại Tô trong trận kế tiếp. Tô hôm nay tập đầu với Jose và Tô đánh bại họ với tỷ số cao gấp 6 lần, tức là từ giải trước thì Tô không còn như cũ, giờ họ mạnh lên rất nhiều. Không ai nghĩ chiến thắng đều dễ dàng, nhưng kiểu gì họ cũng đối đầu với nhau, nên đấu sớm hay muộn thì cũng như vậy. Mọi người đã từng tập hợp đủ, nhưng Kuro không thấy Taiga đâu cả. Riko nói, đừng lo, vì họ sẽ luyện tập mà không có Taiga một thời gian. Nhưng thực chất, trại huấn luyện của bọn họ bây giờ mới bắt đầu. Bố của Riko ra mặt, bảo mọi người gọi mình là Kage. Riko nhờ ông ý tới đây để giúp đỡ mọi người trở nên mạnh hơn. Ông rút súng và tra hỏi. Ai đã thấy Riko hôm qua khỏa thân, nhưng họ không dám nhìn lén Riko. Mọi người cũng cởi áo ra, giống như Riko bắt họ làm. Ông ý đi qua một vòng, đánh giá, nhóm cũng không tồi lắm. Do lịch tập luyện của Riko trong hè, sau đó, Kage cho đội chia làm hai nhóm. Ông cho họ lên núi chơi trò cảnh sát bắt tội phạm trong 3 tiếng. Đội nào thua sẽ phải luyện tập động tác chân, kèm theo cường độ tăng gấp đôi. Tuy nhiên, thể lực được cải thiện, nhưng cơ thể vẫn còn cứng nhắc. Không chỉ nguyên luyện tập cơ bắp, mà nó còn phải sử dụng được chỗ cơ bắp đó. Để cơ thể thích ứng được với số cơ bắp thì chỉ cần chạy lên núi là đủ. Kage xem qua lối chơi của đội Tô và lối chơi của họ hoàn toàn ngược với Serin, nhưng ông ấy thì thấy tinh thần đồng đội của Tô còn hơn Serin rất nhiều. Mặc dù họ không có lối chơi đồng đội, điểm quan trọng nhất là mọi người phải nhắm tới bảng rổ, còn chỉ cố tỏ ra thân thiện với nhau thì không phải tinh thần đồng đội. Hiu lần trước dê bóng qua một đối thủ, đó là nước đi sai khi mà đem khoản yếu của cậu ta ra đối đầu với đối thủ mạnh. Nếu Hiu ném quả 3 điểm thì có thể lúc đó đã thắng rồi. Kage sẽ biểu diễn cho Hiu thấy và bảo Izuki chuyền bóng cho mình. Trước đây, Kage là một cầu thủ nằm trong đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Hiu chặn Kage nhưng chú ý làm cách nào đó giữ được khoảng cách với cậu và ném quả 3 điểm. Chú ấy sẽ cho mọi người trong nhóm phát triển vũ khí của mình cho tới khi giải mùa đông. Một vài người đã nhận ra trong đợt luyện tập hè vừa rồi và đặt sẵn cho mình nền tảng. Taiga bắt đầu ra sân bay và quay về nước Mỹ. Mọi người cũng bất ngờ khi biết Taiga về Mỹ. Taiga sẽ tới ngôi trường cũ và ở đó có thầy dạy bóng rổ của cậu hồi trước đó. Hôm sau thì mọi người lại tiếp tục chơi game cảnh sát bắt cướp. Mức độ thành công sẽ phải tùy vào mức độ luyện tập của mọi người. Trong vòng nửa tháng, họ sẽ phải luyện tập thành thục kỹ năng của mình. Tepi đang muốn có lối chơi riêng của mình, còn Izuki và Hiu cũng đã tự tìm ra được đáp án của mình. Kuro thì Kage không thể làm gì được do ông chưa từng thấy cầu thủ nào như cậu ý. Ông ấy không làm gì được nhưng vẫn cho cậu ý biết bức tường mà cậu đang đâm phải. Taiga ở Mỹ có vẻ thi đấu mệt hơn mọi khi. Chỗ Kise và Mido vẫn tiếp tục giao đấu để nâng cao kỹ năng. Mura ghét tập luyện nhưng cậu ý vẫn luyện tập chăm chỉ vì cậu ta còn ghét thua hơn cả tập luyện. Aka cũng luyện tập chăm chỉ mặc dù cậu ta đã rất giỏi. Aka cho rằng chiến thắng là điều hiển nhiên và đó không phải thứ cậu ta tìm kiếm. Giải đấu mùa đông càng ngày càng được biết đến, quy mô của nó càng ngày càng tăng lên. Giải mùa đông giờ còn sánh ngang và thậm chí còn lớn hơn cả giải hè. Cuộc khai mạc giải đấu mùa đông đã kết thúc, nhưng Riko không biết Taiga giờ đang làm gì mà còn chưa về nữa. Taiga có vẻ quên mất về sự chênh lệch múi giờ. Mọi người khá bất ngờ vì sân giải đấu Winter này còn lớn hơn cả sân giải liên trường. Quanh đây chỉ toàn thấy những trường nổi tiếng hay xuất hiện trên báo này nọ. Kuro có điện thoại nên cậu ý xin ra ngoài một chút. Cậu đi triệu tập gì đó và sẽ gặp được Aka. Riko đồng ý và hẹn cậu chiều nay quay lại vì họ sẽ thi đấu. Sau đó thì Kuro cũng tới cùng một người bạn. Bạn Kuro thấy nhóm Nege ở đây đủ cả nên hơi rén. Nhưng cả nhóm ở đây thì Aka vẫn chưa tới. Sau một lúc thì Aka cũng tới hơi muộn một tí. Aka là đội trưởng của nhóm Nege. Anh rất vui khi mọi người đến tập trung đông đủ ở đây. Nhưng anh ý bảo anh chỉ muốn nói chuyện với đồng đội mình chứ không phải bạn của Kuro. Bạn của Kuro chân như bị cứng lại nhưng Taiga xuất hiện. Taiga chào hỏi Aka và Aka mượn kéo của Mido. Anh ta cầm kéo, rồi tí thì xiên vào mặt của Taiga. Taiga may mắn né được, nên Aka cũng hơi bất ngờ. Aka tự cắt tóc mình và nói rằng, lần sau cậu nói gì thì hãy làm, vì cậu ta luôn chiến thắng. Sau đó, anh ta rời đi. Thực ra từ đầu, anh ý muốn xác nhận vài thứ, nhưng khi thấy mặt mọi người thì chuyện đó không cần nữa. Vì vẫn chưa ai quên lời hứa cả. Serin bước vào sân đấu với tiếng hò reo của mọi người. Sân đấu gần như kín người, nhưng hơn một nửa tới đây là để xem đối thủ của Serin thi đấu. Đội của Tu bước vào và tràn ngập tiếng hò reo. Tới giờ thi đấu thì trọng tài 12 đội ra sân xếp hàng. Riko có vẻ vui vì mọi người đều tập trung cao độ trong giải đấu này. Taiga ra chào hỏi
Aomi cũng cảm nhận rằng Taiga có chút tiến bộ. Kuro nhớ chuyện cậu từng cùng Aomi chơi bóng, nhưng rồi cậu ta bỏ rơi cậu. Khi lúc đó thì Kuro đã gặp được Taiga và phát triển thêm một kỹ năng mới. Cậu ý quyết tâm lần này sẽ không thua nữa và Aomi cũng cảm nhận thấy quyết tâm đó. Trọng tài thổi còi và tuyên bố trận đấu hai bên chính thức bước vào bắt đầu. Waka đánh giá, Hiu bây giờ cũng ra dáng một đội trưởng hơn trước. Kage cũng tới xem trận đấu và ông ý nhận ra Ka-chan là huấn luyện viên bên Tu nên đội Tu rất mạnh cũng đúng. Mabo ngồi bên cạnh Kage và ông ý lên tiếng. Có vẻ ba bọn họ đều quen biết nhau. Mabo bất ngờ vì biết Kage là huấn luyện viên ngầm của Serin. Ông ý không làm huấn luyện viên vì đã có con gái của mình thay thế điều hành một đội bóng. Bóng vừa được tung lên thì Serin đã đón được. Rico nói màn khai cuộc rất quan trọng vì đối thủ của họ là á quân của giải liên trường. Tu tuy vậy nhưng không hề coi thường Serin. Serin mất bóng và một người bên Tu đã kiến tạo cho Aomi ghi bàn. Nhưng điều đó thì Rico cũng không lo vì họ có đường truyền thẳng tắp của Kuro. Mọi người nghĩ nó không có tác dụng với Aomi, nhưng lần này Kuro chuyển hơi khác từ thế trước. Lần này Kuro không chỉ né Aomi mà cậu còn hướng thẳng về phía Aomi mà chuyền. Aomi sử dụng đòn bóng xoay khiến Aomi không thể nào đỡ được. Tepi bắt được bóng và lao lên nhưng Waka bắt đuổi được Tepi. Tepi lợi dụng bàn tay to nên điều hướng quả bóng cho Taiga để Taiga úp sổ. Kise lần đầu tiên thấy được bản nâng cấp đường truyền của Kuro. Lực xuyên của quả bóng mạnh tới nỗi nó có thể xuyên qua cả bàn tay của Aomi. Mido biết Kuro đã sử dụng chuyển động xoáy giống như một viên đạn. Aomi giờ có vẻ sẽ đấu nghiêm túc hơn với Kuro. Những thành viên còn lại của nhóm Tu cũng bắt đầu ghi bàn lại. Kage nhận ra Tu đang lợi dụng chiều cao với Kuro. Họ sử dụng những đường truyền cao để Kuro không với tới được. Waka cũng có thể lực ngang ngửa với Taiga. Saku tiếp tục ghi bàn từ xa và Serin bắt đầu bí. Tu vẫn chơi như mọi khi và chẳng hề có điểm yếu nào. Taiga định chơi một chọi một với Aomi mà bộ thấy hơi mạo hiểm vì nếu để mất quả bóng này thì Serin sẽ mất quyền kiểm soát trên sân bóng. Nếu giờ Aomi mà di chuyển và giật bóng lại thì vẫn bị Aomi cướp bóng. Hai bên vẫn chưa có cử động nào dù đã đứng 5 giây. Taiga quyết định chuyền bóng cho người khác. Taiga thấy không ổn vì mình vẫn chưa thể đánh bại được Aomi. Serin xin hội ý, mọi người cứ tưởng sẽ được chứng kiến màn đối đầu giữa hai người, nhưng Taiga lại rút lui. Mido biết chỉ trong 5 giây ngắn ngủi đó thì đã có một trận đấu diễn ra trong đầu hai người họ. Với kỹ năng của họ thì họ có thể đọc được thực lực của đối thủ. Taiga xem xét kỹ về mọi mặt thì đã tự biết rằng mình thua. May mà Taiga đủ tỉnh táo nên mới quyết định như vậy. Nếu lúc trước cậu ta xông lên thì đã thua rồi. Giờ Taiga đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Kuro không thể sử dụng chiêu mới mãi được. Nhất là sử dụng nhiều lần với Aomi, Hiu nói sẽ bắt đầu ghi điểm từ cánh ngoài nên Izuki hãy cứ chuyền cho anh ta. Do tuyến phòng thủ bên trong Tu khá vững nên Hiu muốn kéo bớt sự chú ý ra cánh ngoài. Sau đó, họ có thể bắt đầu lại chiến thuật. Bên Tu bắt đầu bị ảnh hưởng bởi Hiu. Hiu bị kèm nhưng nhờ có kỹ thuật của Kage nên cậu ý giữ được khoảng cách. Sau đó việc còn lại là lấy về 3 điểm cho đội. Sau đó, Hiu lại tiếp tục giữ phong độ, đem thêm 3 điểm nữa. Saku không ngăn được Hiu nên lâm vào trầm cảm. Ngay sau đó thì Saku cũng đáp trả lại bằng màn thể hiện kỹ năng cá nhân. Kỹ năng đặc biệt của Saku là một khi đối thủ càng mạnh thì kỹ năng của cậu ta lại càng chính xác. Hiu bắt đầu sôi máu và bảo Izuki hãy cứ chuyển bóng cho mình chỉ vì Saku dám bị môi với anh. Hai bên liên tiếp đáp trả nhau bằng những cú ném 3 điểm. Kế hoạch này cũng hay nhưng nếu đội nào chùn bước thì đội đó sẽ thua. Chỉ còn 5 giây nữa là kết thúc hiệp và Tu đang dẫn trước. Tepi nhanh chóng chuyển bóng cho Kuro. Anh để ý, Taiga đang tiến lên và dùng khả năng rồi di chuyển qua Aomi. Người mà Kuro chuyền bóng thực ra là Hiu. Sau đó, Hiu kết thúc hiệp với tỷ số hòa. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của Momoi. Kuro bảo với Rico là ngay từ hiệp 2 bắt đầu thì hãy cho anh ta sử dụng thêm lần nữa. Nếu mà Kuro sử dụng vô hình nhiều quá thì tôi sẽ nhìn thấy được nước đi này. Rico đồng ý vì cô cũng muốn mình đi trước một bước và sớm muộn gì họ cũng thấy được vô hình. Nếu điều kiện cho phép thì Kuro cứ sử dụng vô hình thoải mái. Takao nhìn được kỹ thuật vô hình của Kuro. Kuro lợi dụng điểm mù của mắt để có thể qua được mọi đối thủ. Kuro chỉ có thể thực hiện được cú lai bóng khi đủ những điều kiện cần thiết. Kuro khi cầm bóng thì đã hướng sự tập trung của mọi người vào Taiga, nên đó chính là bí mật kỹ năng vô hình. Đồng thời, Kuro chỉ làm được kỹ thuật đó khi Taiga nằm trong tầm nhìn của đối thủ. Waka đưa ra ý kiến tách hai người họ ra, nhưng Aomi phản đối vì anh sẽ không làm cái đứa sai vặt cho đội đâu, và bọn họ cũng không thể vượt qua được anh ta. Vừa mới bắt đầu thì Aomi đã bắt Kuro một chọi một với mình. Kuro lại dùng vô hình, nhưng điều không ngờ đó là Aomi lại không bị ảnh hưởng. Thì ra, Aomi nhắm mắt của mình lại để phản ứng không bị kìm lại. Sau đó thì Kuro bị mất bóng và để Aomi chạy lên ghi bàn. Aomi nói với Kuro sẽ không thể đánh bại mình vì bóng tối luôn cần ánh sáng để tồn tại. Thấy không ổn nên Rico xin hội ý. Kuro sử dụng đòn xuyên của mình nhưng vẫn không xuyên được Aomi. Aomi điên tiết và lao lên ghi bàn mặc dù Serin ra cố phòng thủ. Không chỉ vậy mà Waka cũng ghi bàn. Linh cảm xấu của Rico là thật và cô chỉ mong đồng hồ mau dừng lại. Trọng tài cuối cùng cũng chấp nhận cho Serin hội ý.
Riko nói Kuro sẽ rời sân tạm thời. Kuro vẫn rất tức vì mọi kỹ năng mới anh có đều bị Ami chặn hết. Taiga ra động viên Kuro và mọi người cũng tin Kuro sẽ trở lại sân đấu sớm thôi. Taiga sẽ cho Kuro thấy nỗ lực chả bao giờ là vô ích cả. Nếu Kuro không trở lại sân đấu thì Serin hoàn toàn mất tia hy vọng. Taiga cũng sẽ không thể dựa vào Kuro mãi được và tỷ số không được để quá xa trước khi Kuro quay lại sân. Lần này thì chỉ có Taiga tự sức mình đánh bại Aomi. Sau khi đối đầu với Aomi, Taiga vẫn truyền cho người khác, nhưng cũng vì vậy mà Serin gỡ lại được chút điểm. Aomi bắt đầu kích đều Taiga. Lần tới, khi mà Aomi cầm bóng thì thêm một lần nữa cậu ta phải đương đầu với Taiga. Nhưng một đấu một là điểm mạnh của Aomi. Điều ngạc nhiên hơn là Taiga bây giờ đang trong một tư thế thoải mái và tự nhiên giống như Aomi. Hai bên bắt đầu hành động và Taiga chạm được vào bóng nhưng vẫn không thể cướp nó. Trước trận đấu, Riko có nói với cô rằng tình bạn không thể làm nên đội bóng và điều đó đặc biệt rõ ràng trong trường hợp của Taiga. Taiga có thể ngang ngửa với Nege nhưng cậu chưa có cơ hội đấu thắng 1-1 với họ vì một lý do rất đơn giản là trong trái tim của Taiga vẫn luôn có chỗ dựa dẫm vào Kuro. Chính điều đó đã ngăn cản tiềm năng của Taiga. Chừng nào Kuro còn là cái bóng của Taiga thì chừng đó Taiga sẽ không thể hoàn thiện được bản thân. Nếu Taiga có thể đạt tới 100% tiềm lực thì cậu ta có thể đối đầu với nhóm Nege. Taiga dùng hết sức và ngăn cản thành công màn ghi điểm của Aomi. Taiga giờ từ người được giúp trở thành một vị cứu tinh. Sức mạnh của cậu bị kìm nén bao nhiêu lâu nay giờ đã được giải thoát. Aomi cũng thấy Taiga tiến bộ rõ rệt nên giờ anh có thể đấu một trận nghiêm túc. Aomi tăng tốc độ di chuyển của mình, sau đó kiến tạo cho Waka. Nhưng Aomi lại chạy lên cướp bóng từ chính đồng đội của mình và ghi bàn. Waka có vẻ tức vì hành động của Aomi nhưng anh không thể làm gì được. Taiga tiếp tục đem lại bất ngờ về việc anh bỏ thói quen úp rổ. Taiga bảo mọi người cứ giao Aomi lại cho mình vì anh sắp làm được gì đó. Aomi và Taiga tranh đấu rất gay cấn, nhưng chưa ai trong hai người đó sử dụng 100% tiềm lực. Aomi lại sử dụng cú ném phi tư thế, nhưng đặc biệt thay, Taiga có thể chặn được đường bóng đó của Aomi. Không những thế, Taiga còn có thể theo kịp mấy động tác giả của cậu. Mà bồ thắc mắc, không biết Taiga đã được tập luyện ở đâu, khiến Hana biết ngay đó là Taiga tới gặp thầy Alex. Và anh cho rằng Taiga đã đi nhầm con đường. Waka không phải đối thủ của Taiga nên bị mất bóng. Chỉ có những giây cuối cùng, nếu Serin có thêm một bàn thì tỷ số sẽ được san bằng trong hiệp đấu này. Taiga lại có bóng và anh thực hiện cú ném phi tư thế ngay trước mặt Aomi. Quả bóng đã gần như lọt được vào rổ trong giờ giải lao của hiệp 2 thì Aomi xin ra ngoài. Mọi người lo cho anh ta nhưng ai biết được rằng anh ta đang vui vẻ vì đã kiếm được đối thủ xứng tầm. Kuro đang đứng một mình thì Taiga ra gọi cậu về. Kuro hỏi Taiga có thích bóng rổ không? Kuro có vẻ rất quyết tâm thắng trận này. Aomi là người rất thích chơi bóng rổ và giờ Kuro chỉ muốn nhìn lại được nụ cười đẹp đẽ của Aomi. Khi hiệp 3 sắp bắt đầu thì Aomi trở lại. Kuro cũng vậy, sự thức tỉnh của Aomi khiến tỷ số được rút ngắn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Serin thực sự phải nhờ tới Kuro để đem mọi người tới chiến thắng. Tuyến phòng thủ của Serin giờ tốt hơn trước, họ cũng đã thuần thục được những kỹ năng cơ bản hơn xưa. Aomi giờ vẫn tiếp tục tăng tốc, khiến mọi người lại phải trầm trồ. Khi mà đang tiến tới rổ thì Kuro xuất hiện khiến Aomi bị phạm lỗi. Sau vụ này, Taiga đã để ý hơn tới Aomi. Kuro kết hợp truyền bóng và kiến tạo cho Hiu. Sau khi dẫn trước một điểm thì Hiu lại cho mọi người trở lại phòng thủ. Serin giờ đang nắm trước được một bàn, Kuro giờ vào sân và cậu sử dụng hết toàn bộ vũ khí mà mình có. Nhưng cố gắng hết mình vẫn chưa chắc là sẽ chiến thắng. Và lúc này, Taiga bắt đầu nhận ra gì đó. Huấn luyện viên Tu nói mọi chuyện giờ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Bên Tu bắt đầu tấn công và đưa tỷ số lên dẫn trước một điểm. Lần tiếp theo thì đội Serin bất ngờ vì người kèm Kuro lại chính là Imei. Anh em theo dõi tới phần này rồi thì xin anh em để lại một đăng ký để ủng hộ BB Anime. Không để anh em đợi lâu nữa, cùng xem ngay thôi nào. Đội của Hana cũng tới xem trận đấu của Serin và Tô. Hana cũng nghĩ rằng Imei kèm Kuro là một điều không thể nào hợp lý hơn. Giờ thì Kuro đang bị khóa chặt nên cậu ta không thể có những đường truyền hoàn hảo được. Trước đó, Momoi đã nói cho mọi người sơ qua về nguyên lý hoạt động của Kuro. Nếu càng quan sát Kuro thì họ lại càng dễ bị đánh lạc hướng. Cách để không bị đánh lạc hướng là đừng cố gắng theo dõi Kuro. Một mẹo nữa là Kuro hay đánh mắt về phía người định truyền bóng cho mình. Một khi nắm bắt được những điều đó thì tàng hình trở nên vô dụng. Riko cũng biết kế hoạch của Momoi. Imei cũng có vẻ rất thông minh, đến cả Hana cũng ngại chơi poker với cậu. Kuro bị cướp bóng, Imei có khả năng đọc suy nghĩ của đối thủ bằng cách quan sát biểu cảm và hành động của cậu. Cậu ta cũng là một chuyên gia tâm lý và ghi luôn cú 3 điểm về cho tao. Hiu muốn gỡ lại nhưng lần này bị chặn cho dữ liệu của Momoi. Tình thế bắt buộc nên Hiu đành phải chuyển lại cho Tepi và tới tay của Taiga. Nhưng Taiga lại đối đầu với Aomi. Kuro muốn ra tay giúp nhưng Imei vẫn kèm theo người cậu. Giờ thì Taiga không biết mình nên phải chuyển cho ai vì mọi người đã bị kèm cả rồi. Trong lúc hành động dự đoán thì Taiga thiếu tập trung và để mất bóng. Hiu đứng ra cản Aomi nhưng Aomi rất mạnh. Taiga lại chạy về và cản một lần nữa nhưng Aomi xoay người trên không ghi bàn bất ngờ.
Mido nói, Taiga không phải người duy nhất có bản năng càng mạnh khi càng thi đấu nghiêm túc. Aomi che khuất bản năng của cậu, cách biệt tỷ số giữa hai đội ngày càng tăng, hiệp 3 cũng sắp kết thúc. Họ đoán rằng Serin đã thực sự đi vào ngõ cụt. Do Kuro hiện giờ đã bị cả đội đối phương nắm thóp, Kuro sử dụng tàng hình quá nhiều nên giờ bị bắt bài. Đã 40 phút mà Kuro không làm được gì cho đội. Imai nói, bọn họ cũng đã rất cố gắng và họ có thể quay lại vào năm sau. Trước đây, Kuro từng nghe Tepi nói giải đấu mùa đông năm nay là cơ hội cuối cùng để anh ta thi đấu với mọi người. Nhẽ ra, anh ta còn thêm một năm, nhưng chân của anh ta ngày càng trở nên nặng hơn. Bác sĩ nói anh ta không thể tham gia thi đấu vào năm sau được. Anh rất vui vì mình đã chọn chơi bóng rổ chứ không phải phẫu thuật. Được chơi cùng với mọi người khiến anh ta còn thích thú hơn tương lai sáng lạng của mình. Vì vậy, trong từ điển của Kuro không bao giờ có từ để năm sau. Không ai trong đội từ bỏ cả mà ý chí của họ ngày càng được tăng lên. Thực ra, tàng hình của Kuro không hề mất tác dụng. Ngay sau đó, Kuro và Izumi biến mất, sau đó ghi một bàn. Một điều không ngờ tới là Imai không thể ngăn cản được pha đó. Kuro không hề biến mất mà chỉ bị xóa đi thôi. Do mất tập trung về những cầu thủ khác có thể tàng hình nên Imai chuyển ẩu, Hiu cướp bóng và cậu cũng có thể làm kỹ thuật xuyên người của Kuro. Tỷ số đã được rút ngắn, Imai không hiểu tại sao lại như vậy vì anh có thể thấy Kuro rất rõ ràng. Trước đó thì Serin cũng đã lường trước được tàng hình của Kuro sẽ mất tác dụng. Lúc đó thì Kuro sẽ lợi dụng để đánh lạc hướng về mình vì cả đội bây giờ có thể sử dụng tàng hình và xuyên người. Nhưng nó có nhiều rủi ro. Đầu tiên là thời gian vì nó không thể sử dụng lâu dài được. Rủi ro thứ hai là Serin đã mất tương lai. Kuro làm vậy chả khác nào một nhà ảo thuật bật mí thủ thuật của mình cho khách xem. Một khi trận đấu kết thúc, Kuro sẽ không thể tàng hình được với đội của Tô thêm một lần nào nữa. Tevi ngăn cản được Waka và Taiga cầm bóng. Lần này Aomi chặn cậu, nhưng nhờ Kuro mà Taiga dễ dàng vượt qua và ghi điểm. Chỉ còn vài giây cuối cùng, Imai cũng nhận ra nếu họ không đạt được mọi thứ thì họ sẽ thua trận. Imai bắt đầu làm một pha giống của Mido từ đầu sân tới cuối sân. Sau cùng, Imai ghi được một bàn 3 điểm để leo tỷ số. Kết thúc hiệp, Kuro trông rất đuối sức do màn giúp cả đội tàng hình và cậu ý không thể thi đấu cho hết trận. Tepi nhờ đàn em thay băng chân, anh sẵn sàng đánh đổi một bên chân để giành lấy chiến thắng. Hiu biết Tepi đang nghĩ gì nên nói luôn là một thói quen xấu và cậu phải tin tưởng vào đội bóng này. Hết giờ và họ tiếp tục lên sân. Lần này, Aomi thực sự tập trung nên Momoi cảm nhận được. Lần này Hiu không chỉ dùng kỹ thuật lùi lại mà còn kết hợp nó với tàng hình của Kuro và ghi 3 điểm. Trước đây, Aomi tập trung quá mức mà cậu không thể nghe được những gì mọi người nói xung quanh. Lần này, Aomi chạm mặt Taiga nên ba người Taiga, Kuro và Momoi cũng cảm nhận được điều gì đó từ Aomi. Tu đã lấy lại được những điểm mà mình đã mất, Taiga bắt đầu mất bình tĩnh, nhưng Hiu ra bảo cậu cứ theo kế hoạch thôi và trong thời gian này họ sẽ dùng những cú 3 điểm. Hiu tự tin ném, quả nào trúng quả đó. Saka cũng muốn đáp trả lại nhưng lại lỡ nhịp. Aomi nhanh chóng chạy lên và đối đầu với Taiga và Tepi. Sau cùng thì Aomi vẫn ghi được điểm cho đội của mình. Không chỉ vậy, Tepi còn phạm lỗi nên Aomi được ném phạt. Aomi lại tiếp tục ghi bàn ném quả phạt và tăng tỷ số lên 3 điểm. Hơn nữa, Serin trở lại với con số 0 với cách biệt 10 điểm. Trận đấu cứ nổi lửa như vậy tiếp tục diễn ra. Lần này, Kuro và hai hậu duệ của đội đứng ra ngăn chặn Aomi. Aomi không chỉ mạnh về tốc độ và khéo léo mà cậu còn có thể ném bóng được ở bất kỳ vị trí nào. Ngay từ đầu chuyền bóng không phải thế mạnh của Aomi, trước đó chỉ có 3 người họ, cũng lường trước được họ sẽ không cản được Aomi. Kuro muốn Taiga là người mà Aomi vượt qua đầu tiên, sau đó lấy bóng từ phía sau. Aomi vẫn như một nhẫn giả, né đòn cướp bóng, nhưng khi ném vào rổ thì anh ta ném hụt. Thực ra chuyện Aomi ném trượt có chút liên quan đến Kuro. Thì ra Kuro đã bàn trước, mình sẽ thu hút chú ý của Aomi để cậu ta ném trượt. Sau mấy bàn gỡ điểm thì Serin rút ngắn còn 6 điểm. Serin sử dụng đội hình thích hợp vào đúng thời điểm khiến đối phương bị áp lực. Do mất kiểm soát nên Hiu ném được một quả phạt đền. Pha phạm lỗi này được ném 3 lần, nếu Hiu ném trúng hết thì tỷ số cách chỉ còn 3 điểm. Khi ném phạt thì Aomi không hề lo lắng. Hồi trước cậu ta luôn chán nản khi phải đấu với mấy đội yếu hơn và cậu luôn khao khát có một đối thủ để chơi hết mình. Hiu ném thành công tất cả 3 quả và bây giờ tỷ số chỉ còn cách biệt 3 điểm. Aomi trở lại khuôn mặt lạnh băng, cậu ta lướt qua Taiga rồi nhẹ nhàng ghi bàn, khiến mọi người phải đứng hình. Mido ở trên khán đài cũng nhận thấy Aomi đã vào zone. Zone là trạng thái tập trung cao độ và những thứ không cần thiết đều biến mất. Chỉ có những người luyện tập không ngừng nghỉ mới có thể chạm tới nó. Zone chỉ lựa ra một người duy nhất được chọn, nhưng Aomi đã bắt buộc Zone phải mở cửa cho mình vào. Những thành viên của đội Nege cũng là lần đầu tiên thấy được hình dạng thật của Aomi. Aomi cắt bóng rất nhanh, một cầu thủ thi đấu hàng đầu, thông thường cũng chỉ đạt max tới 80% sức mạnh. Nhưng Jones giúp người ta thi đấu vọt từ 0 lên 100%, mà đây lại là 100% sức mạnh của Aomi thì chắc chả có thứ nào ngăn được. Cậu ta bây giờ chỉ thấy mọi người chuyển động chậm nên dễ dàng ghi bàn. Tỷ số giờ lại cách 7 điểm, nhưng Hiu vẫn nhắc nhở mọi người, cho dù chết thì bọn họ vẫn phải cầm cự.
Serin lại gỡ điểm, nhưng điều đó khiến Ami trở nên thích thú hơn. Giờ đánh lạc hướng của Kuro cũng mất tác dụng, tỷ số vẫn cách biệt 7 điểm và Rico xin hội ý. Taiga xin được một đấu một với Ami vì anh ta tin bản thân mình. Hiu đồng ý và đành nhờ Taiga. Lần này, Ami đối mặt trực tiếp với Taiga, nhưng ánh sáng của Taiga hơi yếu. Giờ thì Taiga hoàn toàn vô dụng trước Ami. Taiga vẫn giữ niềm tin rằng đội của mình sẽ không thua và lao lên gỡ điểm. Một điều không hay là khả năng của Kuro cũng dần mất đi hiệu lực. Kuro vì cứu bóng mà lăn cả ra bên ngoài. Hiu chuyền bóng cho Tepi và cậu cũng không phí phạm màn cứu bóng vừa rồi. Kuro cũng tin họ sẽ không thua và tin tưởng vào Taiga. Cổ động viên của Serin tiếp tục cố gắng tạo ra áp lực, nhưng Ami vẫn giữ phong độ cho tới phút cuối cùng. Taiga dần tự trách mình yếu kém, kèm theo niềm tin mình phải cố gắng để lịch sử không lặp lại. Anh không muốn mọi thứ phải kết thúc như vậy với một niềm tin mãnh liệt. Một bóng đen từ đằng sau cướp bóng từ tay của Ami. Mọi người không tin nổi vào mắt của mình vì chính Taiga đã chặn đường Ami vào John. Giờ thì cả Taiga cũng vào trạng thái tập trung 100%. Lần này, lần đầu tiên mà có hai vị thần xuất hiện trên cùng một sân bóng rổ. Taiga và Ami ngang tài ngang sức. Một người bình thường như những thành viên khác chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Cả hai đội chỉ biết trông chờ vào họ, bởi vì giờ không thể ngăn cản được một trong hai người. Từ nhỏ thì Ami khi thi đấu với đối thủ càng mạnh thì cậu ta càng tập trung hơn. Nhưng lần này, không may cậu ta gặp không đúng người và bị Taiga vượt mặt ghi điểm. Giờ Serin chỉ còn cách 3 điểm so với Tu. Trong đợt bóng tiếp theo thì Ami vẫn không thể vượt qua được Taiga và lý do đó là giới hạn của John của Ami. Ami vẫn không tin vào sự thật và định ghi bàn trực tiếp, nhưng chính tay Taiga đã dội cho cậu một gáo nước lạnh bằng cách phá vỡ đường bóng. Hiu có được bóng thì nhanh chóng nắm bắt cơ hội và tỷ số bây giờ chỉ còn cách một con số. Bentu bắt đầu xin hội ý, nhưng khi thấy vẻ mặt của Ami thay đổi hoàn toàn thì họ cũng dừng xin hội ý. Giờ tới lượt Becerin phòng thủ, Ami được chuyền bóng và cậu ta lại đối mặt với bức tường của mình. Ami chạy ra biên rồi ngả ném, cú ném mà không ai có thể tưởng tượng được và chắc chắn quả đó sẽ vào. Giờ cách biệt 3 điểm trong 15 giây cuối cùng là một cách biệt lớn. Serin sẽ không thể đủ sức để thi đấu hiệp phụ và họ cũng rất khó có thể san bằng tỷ số. Kise cũng không muốn lịch sử bị lặp lại vì nó nhàm chán nên cậu bắt đầu cổ vũ Serin. Lần này, nhiệm vụ và gánh nặng đè lên vai của Hiu vì cậu là người duy nhất có thể cứu cả đội. Kuro muốn giúp cũng không được do khả năng của cậu ý đã vô tác dụng. Hiu thấy Taiga chuẩn bị liền hiểu ý truyền cho cậu ta. Giờ lại thêm một lần nữa, Ami chặn đòn tấn công của Taiga. Taiga thấy không ổn thì có một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cậu. Hồi trước, Mido đã cho Taiga một câu trả lời là cậu ta phải kiểm soát được bóng trên không. Anh chuyền cho Tepi khiến Ami bất ngờ. Waka ngăn cản, nhưng đó chỉ là động tác giả của Tepi. Tepi thành công ném và cậu ta còn được hưởng thêm điểm phạt do Waka để người. Rico cũng không ngờ khả năng của Taiga giờ có thể nâng lên một tầm cao mới. Giờ hy vọng của hai đội đều trông chờ vào Tepi. Nếu ném vào thì Serin sẽ hòa và đấu hiệp phụ thì Serin chắc chắn sẽ thất bại. Thì Hiu đã lên sẵn một kế hoạch. Giờ Hiu sẽ cố ném hết sức để ném quả 3 điểm, nhưng mọi thứ vẫn phụ thuộc vào Taiga. Khi quả bóng vừa phát đi, mọi người hồi hộp và nó chạm vành thật. Taiga nhanh chóng nhảy cao hơn hai người hậu vệ. Khi định úp rổ thì Ami lại đứng ra ngăn chặn, là bóng đẩy ra ngoài. Imei đang hào hứng nhưng Kuro đột nhiên xuất hiện phía trước. Kuro lại dùng một đường chỉ vẽ lên đường bóng thẳng tắp. Lần này, Taiga chụp được, sau đó cậu ta dùng hết sức lực của mình để úp rổ thành công. Sau khi vừa ghi bàn thì tiếng còi vang lên, giờ thì Taiga có thể giơ tay để chứng minh mình là người chiến thắng. Mọi người vui mừng vì trận đấu đã không lặp lại lịch sử. Ami giờ mới hiểu cảm giác thua cuộc là như thế nào. Do mệt quá mà Kuro tí ngất, nhưng có Taiga đỡ cậu dậy. Taiga thấy Ami hơi buồn nên hẹn cậu ta lần sau tái đấu. Kuro đưa tay ra cụm với cậu vì lần trước Ami vẫn chưa cụm tay với Kuro. Trọng tài tuyên bố đội Serin thắng trận này. Vậy là phần 6 của bộ phim Tuyển thủ vô hình đã kết thúc tại đây. Anh em thấy thế nào? Hay mà đúng không? Mê rồi đúng không? Ai mong chờ phần tiếp theo thì hãy nhớ share, subscribe và like nữa đây nhé! Phần 7 của Season 2. Nhóm của Serin thực sự kiệt sức sau giải đấu nên họ ngủ luôn trong phòng thay đồ. Mọi thành viên trong đội đều nằm dưới chân của Taiga mà không có lý do nào cả. Hai giờ trước đó, do không thể ăn mừng nên Rico chỉ có thể cho mọi người ăn một bữa tối nhẹ. Nhưng lại có vấn đề, họ không biết ăn ở đâu. Taiga liền nói, nhà mình cũng khá gần đây. Vừa tới nhà Taiga thì nhà cậu cũng khá rộng. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là Rico tiến vào bếp cùng đống nguyên liệu. Đang hoảng hốt thì mấy giây sau, Rico mang món mình nấu lên. Nhưng khi nhìn thấy cũng bình thường, Hiu nhờ Riku thử đồ trước với vẻ mờ ám. Trong nồi lẩu, Rio còn nấu chuối cả quả. Tepi lại gắp lên quả dâu tây cả quả trong nồi. Kuro ăn thử thì thấy món chuối cũng ngon. Sau đó, Tepi cũng thấy vậy. Sau đó thì mọi người đều tranh nhau ăn món lẩu hoa quả. Taiga ra ban công và Kuro đứng bên cạnh cậu lúc nào không hay. Kuro cảm ơn Taiga và cũng thật may khi Kuro gặp lại được Taiga. Vấn đề là mới bắt đầu giải mà họ đã bung lụa gần hết tuyệt chiêu của đội, cho nên những trận sau đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Kuro không hiểu sao bị té xỉu. Taiga nhìn vào trong thì thấy mọi người cũng như vậy. Đây cũng chính là cảnh đầu phim mà chúng ta nhắc tới. Taiga cũng bắt đầu khó hiểu vì không hiểu sao Rico có thể làm chuyện này với trái cây. Giờ họ mới thực sự cảm nhận được độ kinh khủng của món ăn. Trong lúc định về, Kuga định đi vệ sinh nhưng cậu ta lại đi nhầm vào phòng ngủ. Kéo chăn ra thì thấy một cô gái đang ôm gối ngủ. Chị ấy bước ra và nói tiếng Anh, nghe thấy Taiga gọi, chị là Alex. Rico mới nghĩ tới chuyện lần trước Taiga có nói về nước, sau đó cậu nhắc tới thầy của mình tên Alex. Trong lúc ngồi đọc tạp chí thì họ biết cô ý là một nhà vô địch trong giải chuyên nghiệp. Cô đã giải nghệ do mắt bị kém, giờ cô chỉ là huấn luyện viên trong một câu lạc bộ. Rico tới gần và Taiga không kịp cảnh báo. Thực ra, chị anh có sở thích là hôn người khác nên Rico bị dính luôn. Alex tới Nhật để xem hai học trò của mình thi đấu, đó là Taiga và Hana. Hồi trước, khi mà cô đang chơi bóng rổ đường phố thì được hai đứa nó tới xin làm sư phụ. Từ đầu cô cũng miễn cưỡng, nhưng dần dần cô chấp nhận hai đứa làm đồ đệ của mình. Hôm sau, Alex đi cùng nhóm tới xem giải đấu của Mido. Alex thấy hậu vệ bên kia cũng có chút sức mạnh, nhưng cho tới khi cô nhìn thấy Mido, sau đó thì Suto vẫn thắng một cách dễ dàng với một điểm số cách biệt. Trong lúc về, Alex mượn Taiga một chút, cô hứa sẽ trả lại họ kịp trận đấu tiếp theo. Alex phải công nhận nhóm Nege mà Taiga nói thực sự giỏi hơn bình thường. Nếu Taiga đánh bại được Aomi thì cậu sẽ đánh bại được những người còn lại, nhưng xui thay là cậu sẽ phải đối mặt với Yosen. Yosen có tận hai con quái vật. Tatsu giờ được Alex huấn luyện nên đã ngang hàng với nhóm Nege từ lâu. Giờ Alex biết Taiga rất khó đối đầu và chỉ còn vài ngày nữa, Alex thực ra vẫn còn một thứ chưa dạy cho Taiga. Kuro tới gặp Aomi. Lần này, Kuro muốn Aomi dạy mình ném bóng với một vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người không chắc là Kuro có thể học được trong vài ngày. Rico nói, cha cô cũng dạy cho Kuro cách ném bóng. Bức tường của Kuro chính là ném bóng. Để nâng cấp thì sau khi vượt qua một cầu thủ, thì Kuro phải có thêm một cầu thủ khác để chuyền bóng cho mà ghi bàn. Còn nếu không có ai chặn, thì buộc Kuro phải tự ghi bàn. Đó chính là điểm yếu của cậu. Giờ cậu ta phải tự mình ném bóng để phá vỡ điểm yếu đó. Aomi thực sự tức giận về mấy cú ném bóng tồi tệ của Kuro. Aomi nói, hôm đó về nhà mình không thể ngủ, cơ thể của anh thực sự đã kiệt sức. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, anh hình dung ra cảnh mình bị đánh bại. Aomi bắt đầu ngứa ngáy nên sẽ chơi bóng với Kuro và dạy cậu ném bóng. Hôm sau Taiga dậy thì cảm thấy hơi mệt do luyện tập với Alex, nhưng để chiến thắng, anh ta vẫn cần phải mạnh hơn nữa. Vừa mở cửa ra thì Taiga được chứng kiến Alex đang uống sữa, giờ Alex phải huấn luyện mạnh tay hơn cho Taiga. Do thời gian giới hạn nên học được bao nhiêu đều phụ thuộc vào Taiga. Kuro vẫn tiếp tục luyện tập ném bóng cùng Aomi, những người khác vẫn nghiên cứu về đối thủ sắp tới của mình. Vào ngày thứ 3 của giải đấu thì số lượng các trường đã giảm đi một nửa. Hôm nay, Serin sẽ được thi đấu với đối thủ kế tiếp của họ, mặc dù trường kế không có ai trong nhóm của Nege. Vậy là phần 6 của bộ phim Tuyển thủ vô hình đã kết thúc tại đây. Anh em thấy thế nào? Hay mà đúng không? Mê rồi đúng không? Ai mong chờ phần tiếp theo thì hãy nhớ share, subscribe và like nữa đây nhé. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại! Đội Tu lo cho đội của Serin vì nếu họ thua trận tiếp theo cũng sẽ liên quan đến danh dự của đội mình. Serin bị dẫn trước và mất kiểm soát trên sân trước đội Naka. Mọi người từng nói rằng đừng bao giờ mất cảnh giác sau mỗi chiến thắng. Kuro nhận thấy tình trạng không tốt nên bảo Rico xin hội ý. Trong lúc hội ý, Hyu đề cao việc các đội thi đấu cật lực để mang về danh dự. Họ luyện tập đến nôn ra máu và sống sót trong trận chiến dữ dội. Tuy nhiên, chỉ có một trường trở thành đội bóng số 1 là điều không hề dễ dàng gì. Giờ mọi người đang mất tập trung và đó là đòn chí mạng. Sau đó, Hyu nhờ Rico dùng những đòn đánh để đánh thức cả đội. Khi vào trận, ai cũng có dấu ấn trên mặt. Taiga bảo Hyu nếu không đỡ được thì có thể dùng cậu và Kuro. Sau khi ăn tát thì đội của Serin có vẻ thi đấu hiệu quả hơn. Sau cùng, họ cũng lấy lại được phong độ và giành được chiến thắng. Vào ngày thứ tư thì Serin có trận đấu thứ ba của mình. Do mức độ tăng nên Rico bắt đầu cho Taiga và Kuro vào đấu. Serin đã tiến thêm một bước nữa vào vòng thi đấu thứ tư. Trong trận đấu thứ ba của Yosen thì có một điều vô cùng kỳ lạ xảy ra, đó là bên đội đối phương không thể ghi tới một bàn. Alex cũng xem đội Yosen và gặp được Tatsu. Do không được huấn ở đây nên Tatsu xin phép đi ra chỗ nào riêng tư một chút. Đang lúc nói chuyện thì huấn luyện viên Ara tới. Cô thông báo đã có video của Serin. Alex ra nói chuyện với đồ đệ của mình. Cô nói chuyện về Taiga, nhưng như thế không phải cô thiên vị nên mai cô sẽ cổ vũ cho cả hai đứa. Tatsu nói Alex ngừng đối xử với mình như trẻ con. Taiga đã trở thành kẻ thù của Tatsu. Anh nói Alex không phải mẹ mình và hơn nữa giờ anh ta đã mạnh hơn. Serin sau khi xem xong trận của Yose thì họ phải thật sự bất ngờ về hàng phòng ngự của Yose. Bên Yose cũng đánh giá cao khả năng của Serin. Oka rất mong chờ trận đấu ngày mai, một đội chuyên phòng thủ đối với một đội chuyên tấn công. Kuro giờ có thể ném vào 7/10 quả. Momo rất ngưỡng mộ và không biết vì sao bọn họ có thể làm như vậy trong vài ngày. Thực ra, Kuro bị giảm độ chính xác là do lối chơi chuyền bóng. Nếu cậu đầu tư một chút vào ném bóng thì cũng sẽ ném được như mọi người. Nhưng Aomi vẫn lo lắng vì Aka là người dạy cho Kuro phong cách hiện tại này. Kuro cảm ơn Aomi và Aomi nhắc nhở cậu, Mura rất mạnh. Ngay cả Aomi cũng sẽ gặp khó khăn trong việc ghi bàn.
Hôm sau, trận đấu lịch sử đã được bắt đầu. Hai bên đều tỏa sáng dưới ánh sáng máy ảnh và đèn chớp. Đây cũng là trận đấu mang tính quyết định của hai anh em nhà kia. Nhà Serin có được bộ trang phục mới và Rico cũng sẽ đưa ra chiến thuật mới. Ara cũng đoán được lối chơi tung hết sức khi trận đấu của Serin nên cân nhắc mọi người. Hai bên bắt tay và giao hữu thì Hữu gặp phải một người to cao gấp 3 lần mình. Không chỉ vậy, Josen còn có hai người khác cao hơn 2m nên nó sẽ rất khác so với Tu. Trận này, những đối thủ của nhau từ trước đến giờ được gặp lại trong trận này. Vừa mới phát bóng thì bên Josen có lợi thế về chiều cao nên chiếm được quyền kiểm soát. Nhưng trọng tài thổi còi do Josen chạm bóng quá sớm, giờ Taiga gặp được người có thể vươn cao hơn mình. Nhưng họ quên mất rằng đây là một trận đấu tốc độ. Hiu vừa được tự do để có thể ném bóng thì đường bóng bị chặn đứng một cách dễ dàng. Rico chặn đứng được nên tính đến những đường truyền dài. Kuro làm đường bóng thay đổi và xuyên qua được hàng phòng ngự của Josen. Nhưng Josen có một bức tường thành vừa nhanh vừa vững chãi mang tên Mura. Cậu ta có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công trong vạch 3 điểm. Nhờ có lợi thế về chiều cao nên Josen ghi được điểm đầu tiên. Kuro sử dụng cú chuyền ngoạn mục để tạo ra một cuộc phản công mạnh. Izuki cầm được bóng nhưng cậu ý lại va phải bức tường mang tên Mura. Mura thủ ở bên dưới rổ và không có ý định tấn công. Từ đó thì bên đội Serin sẽ không có cơ hội phản công nhanh. Họ bắt đầu chuyền bóng cho Hiu, nhưng bên Josen quá cao nên những cú đòn 3 điểm không có tác dụng nốt. Thực ra, những cú ném không bị ngăn lại, mà là những cú rebound bị ngăn cản. Nếu không có những cú rebound thì Serin khó mà thắng được. Chỉ còn 15 giây nữa là kết thúc hiệp, nhưng Serin vẫn chưa ghi được bàn nào. Nếu Josen mà ghi được 2 điểm nữa thì Serin coi như đã thua 70%, nên họ cố gắng không để Josen ghi thêm 2 điểm nữa. Tepi trước đó được huấn luyện viên nói về điểm mạnh của cậu. Với một bàn tay to thì cậu cần có một lực nắm tốt. Ông gợi ý cho cậu tập luyện về đá cùng với những thứ khó nhằn hơn. Giờ Tepi có thể sử dụng sức mạnh của mình để kiểm soát dễ dàng trái bóng với một bàn tay. Nhờ có pha rebound của Tepi nên Serin giờ có chút hy vọng. Rico chỉ cho họ biết chiến thuật của Josen. Chiến thuật của Josen không hề có sơ hở. Giờ thì họ chỉ có cách ghi điểm từ phía bên trong vòng tròn. Momoi dẫn Aomi tới xem trận của Kuro nhưng họ phải bất ngờ về tỷ số. Vừa mới vào hiệp thì áp lực của trận đấu đã được tăng lên một cách kinh khủng. Nếu như hiệp này mà Serin không ghi điểm thì sẽ là dấu chấm hết cho bọn họ. Tepi cầm bóng và đối đầu với Mura, nhưng cậu ta không trực tiếp ghi bàn mà kiến tạo cho Taiga. Nhưng Mura vẫn ngăn chặn được vì cậu ta có một phản xạ nhanh. Biết không được nên Taiga chuyền bóng cho Kuro. Lần này, chính tay Kuro sẽ ghi bàn quả đầu tiên của mình. Mura không tin việc Kuro có thể ném bóng cho đến khi thấy tư thế của Kuro. Cậu ta nhanh chóng chạy ra để ngăn cản Kuro ném. Mặc dù Mura nhanh nhưng vẫn không thể ngăn cản được Kuro. Cú ném bóng này có khả năng biến mất. Ngay khi xuyên qua tay Mura thì bóng bay thẳng vào rổ. Giờ Serin đã ghi được bàn đầu tiên trong trận. Mọi người bất ngờ về cú ném đó, có thể xuyên thẳng được lá chắn bất bại của Josen. Khi mà luyện tập bóng ném với Aomi, Aomi lại nghĩ ra một cách khiến ném bóng từ lòng bàn tay thì sẽ dễ dàng hơn. Mura không ngờ rằng người đầu tiên Aomi không phải là người dạy Kuro ném cú ném đó. Cậu chỉ khuyên Kuro bỏ cách ném bóng cũ đi thì cậu tự tạo cho mình một kỹ thuật ném bóng riêng. Josen bắt đầu tấn công, mọi người đều bị kèm rất chặt nên khó mà ngăn cản được màn ghi bàn. Taiga bị xem thường và bị chê là nhẹ cùng với ngoại hình bé. Kuro phản công lại sử dụng chiêu xuyên người. Nhưng người ném bóng thực sự vào rổ là Hiu, mọi người giờ có thể phản công nhưng Taiga vẫn bị kèm rất chặt. Tepi ra cho Taiga một lời khuyên nhờ Kuro mà Izuki cũng được ghi điểm. Taiga vẫn bị kèm chặt và nhớ tới lời nói của anh Tepi. Cậu bắt đầu hạ thấp thân mình xuống để đứng vững hơn. Taiga nhận ra từ nãy giờ mình không hạ trọng tâm xuống là do chiều cao của đối phương. Từ đó, cậu có thể ngăn cản được màn ghi bàn. Nhờ có thêm cánh tay của Tepi là hậu vệ nên ngăn cản được hoàn toàn đòn rebound, từ đó tạo tiền đề cho cuộc phản công của Serin. Sau khi Hiu chuyền bóng qua Mura thì Kuro nhanh chóng sử dụng cú ném vô hình để ghi lại bàn. Kết thúc hiệp 2, Serin rút ngắn khoảng cách hơn một nửa. Taiga biết rằng đội Josen vẫn chưa tung hết sức sau lượt đấu vừa rồi. Serin sẽ cho Kuro ngồi dự bị ở nửa trận sau vì cú ném tàng hình cần một số điều kiện nữa nên Kuro phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, Kuro cũng không thể làm cả đội vô hình. Kỹ năng đó đúng là giúp gia tăng phòng thủ này nọ, nhưng chỉ là phòng thủ có khả năng ném từ xa như Aomi. Còn đội Josen thì lại chuyên ghi điểm ở tầm gần. Họ phải nghĩ cách đối đầu với Mura mà không có Kuro. Ngoài ra thì Himu cũng sẽ là người tấn công chủ lực trong vòng tiếp theo. Người duy nhất đối đầu được với Himu đó chính là Taiga. Tóm lại, Tepi phải đánh bại được Mura, còn Taiga phải đánh bại được Himu. Hiệp 3 quay trở lại, Kuro đã ngồi trên ghế dự bị. Chiến thuật tam giác được triển khai vào sân. Lần này, Himu trực tiếp đối đầu với em trai kết nghĩa Taiga của mình. Giờ chính là lúc giải quyết nốt trận đấu đang dở dang lần trước. Thực ra trước đó thì Himu không muốn làm anh em của Taiga nữa nên mới ra quyết định như vậy. Vì đây là lần đầu tiên xem Himu đấu nên Momoi không hề có chút dữ liệu nào. Còn Aomi thì phải cảnh giác anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Himu là một động tác giả như thể mình định ném nhưng không phải. Himu vượt ra đằng sau và ném bóng vào rổ mà không chịu sự cản trở nào. Cậu ý không bị Hiu ngăn cản là do động tác của cậu ta quá mượt, quá hoàn hảo. Phong cách của Himu hoàn toàn trái ngược với Aomi. Bởi vì cậu ta thành thục các động tác chính thống,
Taiga có thể thấy nhưng không thể ngăn cản được. Hồi nhỏ, Himu không hề nhận ra trình độ của hai anh em họ quá khác nhau cho tới khi học sơ chung. Cậu muốn đánh bại Taiga, nhưng mối quan hệ anh em cản trở con đường của cậu. Lần này, Himu không sử dụng động tác giả nữa, nhưng Himu có thể thực hiện được cú ném ảo ảnh. Taiga không hiểu vì sao vừa nãy bóng lại có thể xuyên qua tay mình. Bây giờ, những thành viên trong đội phải cố gắng đâm xuyên qua được bức tường của Yosen. Đợt ném bóng đầu tiên rất quan trọng. Tebi tiếp tục kèm ép Mura. Cậu định ném bóng, nhưng Mura tạt nó ra. Bóng rơi vào tay Izumi và nó lại về tay của Tebi. Lần này, Tebi ném cú 3 điểm và nó đã thành công. Theo như những gì họ biết, thì họ không hề biết được Tebi có thể ném được cú 3 điểm. Himu lại gỡ bàn tay trong vài phút. Lần này, Serin thay đổi chiến thuật. Họ cho Tebi thi đấu ở vị trí hậu vệ điểm. Tebi ném cú 3 điểm vì ở đó có người lùn hơn cậu rất nhiều. Tức giận, Nemura lao đến cản phá. Aomi dường như hiểu ra điều gì và cười bí hiểm. Cậu kết luận luôn rằng Serin sẽ thắng trận này. Bóng không được ném đi mà nó được chuyền cho Izuki. Izuki có mắt đại bàng nên rất hữu ích trong trường hợp bị kèm. Izuki ném ngay bóng về phía sau mà không cần nhìn gì cả. Mura thực ra không phải nhảy để cản phá, nhưng đối với những cú ném của Tebi thì đó lại là điều khác. Khi nhảy lên thì Mura mất một khoảng thời gian để tiếp đất và thực hiện chuyển động tiếp. Nghĩ là cậu không thể chặn đòn tấn công bất ngờ ngay cả khi biết đối phương đang tới. Tebi nắm chắc quả bóng bằng một tay và úp thẳng vào rổ. Biết rằng mình không nên nhảy, nhưng cậu ta vẫn phải nhảy, ngăn cản Tebi và bị anh ta lừa. Izuki chuyển cho Hiu và Hiu thành công ghi được 3 điểm. Thấy không ổn nên Yosen xin hội ý. Thực ra, Serin đã chuẩn bị mọi thứ để bẫy Mura. Việc đầu tiên là cú ném 3 điểm của Tebi. Việc đó khiến họ nghĩ tỷ lệ ném trúng của Tebi vô cùng cao. Tebi còn có bộ móng vuốt, vừa có thể ném, vừa có thể thay đổi hướng bóng. Kèm thêm một điều nữa là Tebi khiêu khích Mura. Những điều Serin làm là khiến Mura di chuyển cơ thể. Taiga nhờ Kuro một chuyện. Anh nhờ Kuro vứt hộ mình cái vòng kia đi, vì giữ nó bên cạnh thì nó chỉ khiến anh ta khó khăn hơn trong khi thi đấu. Lần này, Taiga vào sân và Kuro tuyên bố chắc nịch là từ giờ trở đi sẽ không ai đánh bại được Taiga. Taiga bây giờ đã chủ động đối đầu với Himu. Himu thực hiện hai lần động tác giả, nhưng Taiga chặn đứng cú ném của cậu. Taiga cầm bóng và bắt đầu lao lên, đối mặt trực tiếp với bức tường của chính Yosen. Anh nhảy lên một cú rất cao, nhưng Mura cũng không chịu thua là bao. Mura cảm nhận được vừa nãy, Taiga đang cố gắng làm điều gì đó. Tebi có bóng, nhưng cậu lại bị kèm chặt bởi 3 người. Sau đó, cậu bị mất bóng và Yosen có một cuộc phản công nhanh. Himu lại đối đầu với Taiga. Điều không hay là Taiga bị trượt chân vào lúc lấy đà. Nhưng may mắn sao, cậu ý chạm được một chút vào quả bóng. Khi nó vừa chạm vào vành thì Taiga chuyển luôn cho Tebi. Tebi bị kèm nên chuyển cho Izuki. Do không còn ai nên cậu quyết định phải ném cú 3 điểm. Nó tí nữa thì vào. Mura tự tin mình với là tới, nhưng Tebi không chịu thua nên làm nốt công việc ghi bàn. Khi đang chạy về thì Tebi đột nhiên ngả người tự do. Cũng may có Kuro đỡ kịp. Tebi cố tỏ ra mình ổn vì tỷ số sắp được san bằng. Cậu ý không muốn dừng ở đây mà muốn chiến đấu cùng mọi người tiếp. Hiu muốn giảm áp lực cho Tebi, nhưng cuối cùng Tebi vẫn bị 3 người kèm một lúc. Sau đó, cậu chuyền bóng cho Izuki. Lần này có tận 3 người bên đội của Serin tấn công liền một lúc. Tebi ném bóng, nhưng lần này cậu ý ném hụt. Mọi người cố gắng làm Mura chậm lại để Taiga ghi bàn. Sau cú ghi bàn thì tỷ số rút lại còn 5 điểm. Mura lần này đã thi đấu thật. Kuro và Momo đều nhận ra điều đó. Mura dường như một con quái vật chiếm giữ cả sàn đấu này. Lần này, Mura tham gia tấn công. Kuro nói cậu ý rất lười nên thường hay phòng ngự, nhưng lại cực kỳ giỏi về mặt tấn công. Thông thường những trận đấu làm cậu ta nổi giận thì Mura có thể đạt tới kỷ lục 100 điểm. Huấn luyện viên không đồng tình về việc Mura tự ý di chuyển, nhưng đó cũng là cái may của đội. Bởi vì giờ, Mura đã lột xác như một con quái vật. Lần này, Serin lại lấy được 3 người kèm Mura, nhưng vẫn không thể ngăn cản được con quái vật đó ghi bàn. Serin phản công nhanh nhờ Izuki, nhưng Mura vẫn muốn đuổi theo bóng. Cậu chuyền cho Tebi. Tebi lại định sử dụng bộ móng vuốt, nhưng nó bị phá vỡ bởi tay trái của Mura. Anh ta xông lên vào úp rổ, đến ngay cả Taiga cũng không ngăn cản được. Sau cú vừa rồi, thì chiếc cần đỡ rổ đã chịu lực mạnh tới nỗi lung lay, sau đó thì đổ ập xuống. Giờ thì mọi người mới biết ai là Nasu 1000 kill. Trước đây, Tebi chơi bóng rổ cùng bạn bè rất vui, cho tới một ngày, đội của anh đấu với đội của Mura. Nhưng cuối cùng, thì đội của Tebi vẫn bị thua thảm hại. Ở trận này, cậu ta gặp lại đối thủ cũ. Mura không chỉ cướp bóng mà còn lấy nó bằng một tay giống Tebi. Cuối cùng thì ngay cả Tebi và Taiga cũng không thể ngăn cản được Mura. Tebi bị ngã sau cú vừa nãy, nhưng anh ta vẫn cố đứng dậy với ý chí quyết tâm. Có người đưa tay ra đỡ, nhưng đó lại là Mura. Mura xách Tebi lên như xách một đứa trẻ. Serin xin đổi cầu thủ. Lần này, Tebi chỉ còn đặt hết niềm tin còn lại của mình vào Kuro. Kuro hứa lần này sẽ đánh bại Mura, mặc dù Mura cao to hơn cậu gấp 3-4 lần. Từ hồi trong nhóm Nege, Mura rất khinh những người có tài năng thấp, kể cả Kuro. Mura là người không yêu bóng rổ nhưng lại có tài năng, còn Kuro thì là người không có tài năng lắm nhưng lại có tình yêu mãnh liệt với nó. Vào hiệp kế tiếp thì Kuro sử dụng xuyên người,
Tiếp theo là tới lượt Mura ngăn chặn đường ném tàng hình của Kuro. Trước đó thì Himu đã giải mã cho Mura. Mura làm đúng theo lời nhưng quả bóng vẫn đi qua, nhưng nó không vào rổ mà nó được kiến tạo cho Taiga. Lần này Kuro đứng ra để kèm Mura. Mura thấy Kuro rất nhẹ, nhẹ tới nỗi anh không cảm nhận được sức nặng của Kuro. Vừa khi ném bóng thì Mura vô tình để ngã Kuro. Cuối cùng thì Mura bị một phiếu lỗi đẩy người. Mọi người từ đầu không tin Kuro có thể chặn Mura, nhưng giờ họ tin cậu ý rồi. Kuro biết sau lần này mình sẽ không thể gài bẫy được nữa, cho nên cậu ta xin được sử dụng đội hình đó. Hiu ném một cú 3 điểm từ giữa sân, nếu như hụt thì đội Josen sẽ có cơ hội phản công. Nhưng Hiu chắc nịch là nó không hề trượt. Hiu bắt đầu triển khai đội hình mới. Ở đội hình này thì hai đội sẽ bắt buộc thi đấu với nhau qua thể lực và tốc độ. Nhưng điều hay là Serin liên tục đổi chiến thuật trong nháy mắt. Với chiến thuật này thì Kuro sẽ có cơ hội cướp bóng rất cao. Ngay khi vừa có bóng thì Kuro lại dùng khả năng ném của mình để ghi bàn. Tỷ số tiếp tục được rút ngắn theo thời gian. Trong quả kết thúc hiệp thì đen cho Izuki là cậu ta ném trúng nhưng lại không kịp và không được tính điểm. Mura thực sự tức giận trong hiệp vừa rồi. Huấn luyện viên bảo trong hiệp kế tiếp họ nhất định phải là đội ghi điểm mở đầu. Ngoài ra thì họ sẽ phải đột phá nhiều để có thể giảm nguy cơ bị cướp bóng. Taiga đưa ra ý kiến rằng khi hàng phòng ngự của đội mình bị phá thì hãy chuyển đội hình giống của Yosen. Taiga sẽ nhận nhiệm vụ giống Mura là kiểm soát toàn bộ khu vực 2 điểm. Rico thở dài và đồng ý. Thấy mọi người đồng tâm như vậy, Tevi cũng rất vui. Anh nhận ra một điều rằng không phải mình bảo vệ đồng đội mà chính đồng đội đang bảo vệ mình. Trước khi vào trận đấu thì hai bên đội tràn đầy khí thế. Tevi muốn quay lại sân dù chỉ là 1 đến 2 phút. Rico đồng ý và bảo mình sẽ ra ngoài một chút. Bên Yosen cũng nhận ra đội hình của Serin thay đổi giống y hệt đội mình. Mura vẫn rất khỏe và là người mà Taiga không thể đối đầu được. Himu có bóng và đấu solo với Taiga. Himu giờ không chỉ hoàn hảo mà còn nhanh nữa. Nhưng tí nữa thì Himu mất bóng do Kuro. Himu tức giận vì Taiga dám ra mặt trước mặt mình. Cậu ta cầm bóng lên, lao qua và lách qua Hiu. Taiga biết thủ thuật của Himu là ném một lần trả vờ, còn một lần thật. Nhưng Himu đoán trước được điều đó nên cậu ta ném thẳng luôn. Giờ Taiga không thể thắng như tình hình hiện tại, cậu còn muốn vào zone như Aomi. Và bây giờ Kuro ném bóng cũng không còn chuẩn xác nữa. Tức hạt nhân tấn công của Serin đang dần sụp đổ. Yosen tiếp tục ghi bàn và kéo giãn tỷ số. Taiga không hề có kế hoạch nào. Kuro cũng cảm nhận được họ không thể ngăn chặn những gì đang diễn ra. Trên khán đài thì Aomi cũng đoán được rằng Taiga đang muốn vào zone. Vấn đề là lần thứ hai vào zone sẽ cực kỳ khó. Nếu muốn vào được thì người đó phải không được cố gắng vào zone. Khi bóng ra ngoài thì Kise cầm bóng lên. Cậu hỏi tại sao Taiga phải khổ sở như vậy và nói đều chắc chắn mình đã nhìn nhầm người. Kise tiếp tục đả kích và nói Taiga không bằng đối thủ của anh lúc đấu tập. Sau một lúc suy nghĩ thì Taiga chợt nhận ra cậu hỏi Kuro đã vào zone bao giờ chưa. Bởi vì vào thứ đó rất khó, Taiga bây giờ chỉ còn tự cố gắng hết mình. Ở trong phòng hồi sức thì Tebi được Rico chăm sóc cho. Tebi muốn hồi phục càng nhanh càng tốt để có thể quay trở lại thi đấu. Taiga có thể nhảy cao hơn trước, nhưng cậu ý vẫn cần mạnh hơn nữa. Serin xin hội ý vì Rico vừa truyền lại lời nhắn là Kuro, Hiu và Izuki sẽ kèm Himu, còn Taiga và Mito sẽ xử lý trong sân. Taiga sẽ chịu trách nhiệm khu dưới rổ. Sau khi hết thời gian hội ý thì trận đấu lại tiếp tục. Kuro biết giờ Taiga thực sự quay lại là chính mình. Mura thấy chuyển động của Taiga đã thay đổi, giờ Hiu mới hiểu chính mình của Taiga là gì. Đúng như vậy, khi Mura định ghi điểm thì Taiga nhảy cao hơn nên đã cản phá được. Giờ thì cậu ta đã vào lại zone thành công. Rico cũng quay người lại với đội của mình. Mọi người thông báo cho cô việc Taiga đã vào zone, sau đó ngăn chặn đòn tấn công của Mura. Himu bắt đầu chơi hết mình. Cậu ta liên tục tạo ra ảo ảnh và đánh lừa được 3 thành viên đang kèm. Cậu ta tiếp tục đối đầu với Aomi và sử dụng động tác giả. Nhưng lần này, Taiga đã cho cậu ta thưởng thức bất ngờ. Bóng được đập thẳng ra mà không chút do dự. Kuro cầm bóng và cùng đội phản công nhanh. Taiga lao lên và nhẹ nhàng ném cú 3 điểm. Cậu ta còn không thèm nhìn lại vì cậu chắc chắn bóng sẽ vào. Mura lại được truyền bóng cho. Lần này, Mura sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để ghi điểm. Nhưng Taiga một khi vào zone cũng không phải dạng vừa. Aomi lần này thực sự bị ấn tượng bởi Taiga. Quái vật Mura giờ cũng không đứng vững được dưới chân của Taiga. Giờ chỉ có người vào zone mới có thể ngăn cản được Taiga. Nhưng zone có yêu cầu tối thiểu là người chơi phải dồn hết tất cả vào môn thể thao đang chơi. Và đó cũng là điều mà Mura không có vì cậu ta không yêu bóng rổ. Himu cũng rất mạnh và có tình yêu nhưng lại có một vấn đề khác. Taiga sử dụng động tác giả còn hoàn hảo hơn cả Himu. Mura đứng ra ngăn cản nhưng cậu ta lại rơi xuống trước Taiga. Hiệp đầu kết thúc với tia hy vọng vào zone của Taiga. Họ chỉ còn cách 4 điểm với 3 phút còn lại. Mura quá chán nản và bảo mình sẽ ngồi dự bị. Mọi người bắt đầu khó hiểu vì nếu Mura mà ra thì chắc chắn bọn họ sẽ thua. Mura muốn ra vì cậu ta tin rằng sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản được Taiga cả. Aomi biết người được chọn thì mới có thể vào zone. Từ đầu anh nghĩ Himu cũng có thể vào, nhưng anh đã nhầm.
Anh thừa nhận Himu gần bằng nhóm Nege, nhưng anh ta lại không phải thiên tài. Cho dù gần tới mức nào thì cũng không thể lên level được. Nhờ có nước mắt và lòng quyết tâm nên Himu đã khiến Mura đồng ý trở lại sàn đấu. Lần này, anh ta mượn dây buộc tóc của huấn luyện viên. Kuro cũng nhận ra khi Mura buộc tóc thì cậu ta đang thực sự nghiêm túc. Lần này, không chỉ có Mura và Himu cũng thay đổi. Taiga chặn được một người nên Himu không ném bóng mà chuyền nó cho Mura. Nhờ vào tốc độ áp đảo nên Taiga vẫn kịp xoay sở. Mura lại tiếp tục chuyền lại cho Himu nên Taiga rất khó để phản ứng lại. Aomi chưa từng thấy lối chơi đồng đội của Mura trước đây. Mọi chuyện sẽ thực sự tệ khi Yosen đồng nhất. Giờ thì Taiga lại phải đứng ra làm hậu vệ điểm. Cậu ta kết hợp với Kuro một cách hoàn mỹ mà không có một động tác thừa để gỡ lại bàn vừa nãy. Không chỉ có Kuro mà Izumi cũng biết phối hơn nên Taiga lại ghi thêm điểm. Giờ mũi tấn công của Serin hoàn toàn phụ thuộc vào Taiga. Hai bên tranh đấu rất căng thẳng. Vào những giây phút cuối cùng, mọi người đều dốc toàn sức lực vì chỉ còn một phút. Taiga cũng sắp tới giới hạn vì khi sử dụng Jon sẽ mất rất nhiều sức. Serin xin thay người vì Tebi đã hồi phục trở lại. Mura vẫn không hiểu Tebi muốn bị nghiền nát đến bao nhiêu lần nữa. Tebi hiểu tình hình trên sân như thế nào, giờ mới chính là lúc thực sự chiến đấu bắt đầu. Serin phải xuyên qua tấm lá chắn kia và ghi 4 điểm trong 50 giây còn lại. Nếu Serin để đối phương ghi điểm thì chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc. Nói chung, họ sẽ liên tục cản phá thành công Yosen, đồng thời liên tục ghi thêm 2 bàn úp sổ. Lần này, hai đường truyền của Himu và Mura bị chặn bởi Taiga và Tepi. Himu nghĩ chỉ có Taiga mới có thể ngăn cản được mình. Nhưng Tepi có một bộ móng vuốt khổng lồ có thể ngăn cản được cú ném thứ hai. Nhận thấy được điều đó nên Himu ném phát đầu. Phát đầu thì có điểm yếu và cậu ta nhảy khá thấp nên một cầu thủ bình thường cũng có thể cản phá. Himu chặn được đường bóng của Himu nên giờ Yosen phải dốc hết sức phòng ngự. Taiga ném từ nửa sân xịt nhưng nhờ có Tepi nên rebound thành công. Cậu không ghi điểm trực tiếp mà kết hợp với Himu để chắc chắn rằng sẽ có được bàn thắng ghi điểm. Chỉ còn 20 giây và Serin chỉ cách còn một điểm. Lần này Himu lại chuyền cho Mura. Lần này Mura sẽ không còn chuyền lại mà đối đầu trực tiếp. Lần này thì Taiga cảm nhận được Mura đã mạnh hơn rất nhiều so với vài giây trước. Trong lúc sắp không chịu nổi thì có một bàn tay chống đằng sau. Thì ra Tebi cũng không bỏ cuộc nên đồng tâm ngăn cản. Hai bên đều vận sức và đánh bật được bóng về sau. Đang lúc phản công thì Mura đứng trước mặt của họ từ lúc nào không hay. Điều này chứng tỏ Mura cũng đã vào được Jon. Nếu cả hai đều vào Jon thì Taiga có thể sẽ bất lợi hơn. Taiga vẫn tiếp tục tiến lên vì nhiệm vụ của cậu là gieo rắc hy vọng cho mọi người. Cậu sẵn sàng vượt qua giới hạn nếu cần thiết. Taiga nhảy từ giữa sân cho tới sổ. Mura không thể ngăn cản được cú úp sổ như bố bổ của Taiga. Serin đã dẫn trước được với một điểm do Taiga nổi điên trong Jon. Mura vẫn tiếp tục vì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Họ phản công nhanh. Taiga gục vì đòn vừa nãy của cậu đã vận rất nhiều sức. Mura tiếp tục lao lên với tốc độ không thể tin nổi. Nhưng lúc cậu ta nhảy thì có một vấn đề đã xảy ra. Thì ra từ lúc thi đấu, Mura liên tục phải nhảy lên cao với tốc độ không thể tin nổi. Nhưng cậu ta nhảy thì có một vấn đề xảy ra. Thì ra từ lúc thi đấu, Mura liên tục phải nhảy lên cao với cơ thể khổng lồ. Đầu gối của cậu ta không thể chịu được gánh nặng đó. Mura định tung bóng vào rổ, nhưng Kuro xuất hiện, cản phá trước mặt của cậu. Kuro đã đánh bay bàn thắng và tương lai của Yosen với một cú vẩy tay. Vì không thành công nên trận đấu kết thúc. Một điều mà không có ai có thể tưởng tượng nổi, Serin đã hoàn toàn chiến thắng Yosen. Kuro biết trước Mura không thể nhảy được nữa. Mặc dù không có dấu hiệu, nhưng Kuro vẫn đặt niềm tin và đuổi theo Mura. Kuro đã không từ bỏ cuộc cho dù là những giây cuối cùng. Lần này, Himu thực sự công nhận mình đã thua Taiga. Đúng như lời hứa là cậu sẽ không xem Taiga là em trai mình nữa. Tebi tới chỗ của Mura và hẹn cậu ý lần sau tái đấu. Nhưng Mura nói mình sẽ bỏ bóng rổ. Anh thi đấu đến cuối cùng cũng chỉ vì Himu quá tuyệt vọng. Kuro đoán rằng Mura nói vậy chứ cậu ta không hề bỏ cuộc. Himu tới hẹn Mura cùng thi đấu. Đôi mắt của Mura giờ thấm đẫm nước mắt do phải chứng kiến việc mình bị thua. Để vào được Jon thì người chơi phải thực sự yêu môn thể thao mình thích. Mura đã vào được thì chắc chắn cậu ta không hề ghét bóng rổ. Mọi người bên Serin sẽ đi ăn mừng sau vì đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Kise. Kise cũng là một con quái vật nên không thể xem thường được. Trận tiếp theo của họ sẽ là vòng bán kết. Trong lúc về thì Kuro bảo mình thực sự rất giận. Cậu ý không muốn quan hệ của Taiga và Himu chấm dứt như vậy. Kuro vẫn chưa vứt cái vòng kia đi vì Kuro cảm nhận được Taiga muốn nói rằng đừng làm như vậy. Alex gặp Himu, cô khen trong trận đấu cậu ý đã làm rất tốt. Taiga cầm lại cái vòng, cảm ơn Kuro rồi chạy đi. Cuối cùng, season 2 của tuyển thủ vô hình tới đây là kết thúc. Nhớ like và subscribe kênh của chúng mình nha. Bye bye!